Trừ thiên lữ nhân lộc thực bình lai giả bất thiện. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quần sơn bao la, màu trắng nga nga. Một tòa không ngớt đỉnh cao, cao vút trong mây. Mà tại mây mù chi đỉnh, đỉnh núi. Nơi này, có một cái tiểu viện rơi. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về Tây. Tầng tầng xương chiều, như xương như khói, bao phủ tiểu viện tử tại cái này đỉnh núi cao quan sát mà xuống, có mây mù lượn lờ, bạch hạc lệ minh, chợt cảm thấy hết thảy như mộng huyễn. Cái gọi là tiên cảnh, nói chung không gì hơn cái này đi. Bên ngoài sân nhỏ, một khối rộng khoảng một trượng tảng đá xanh, chú ất ngồi xếp bằng trên đó, hắn hô hấp cân xứng, tựa hồ chợp mát như thế thời gian một nén nhang, hắn chữa trị khỏi tâm tình, theo sau mở to mắt, ở trên tảng đá lớn bắt đầu mở rộng thân thể, tựa hồ tại làm lấy một bộ tập thể dục theo đài. Một bộ này động tác tự nhiên không phải tập thể dục theo đài, mà là tu luyện thân thể lực lượng pháp môn. Mà chú ất cũng không phải thế giới này người, hắn đến từ với địa cầu, đi vào thế giới này đã 8 năm. Nơi này gọi là huyền đạo tông. Nghe cái tên này hắn không thể nghi ngờ là xuyên qua đến huyền huyễn thế giới ở trong lúc này trời chiều đã đắm chìm hơn phân nửa bóng đêm chẳng mấy chốc sẽ đến tia sáng cũng biến thành tối nếu là nhìn từ đằng xa tảng đá xanh bên trên chỉ có một cái mơ hồ bóng người tại lật qua lật lại xích lại gần nhìn tảng đá xanh trên có không ít rêu xanh tại cái này mây mù chi đỉnh khí ẩm nặng tự nhiên không thể thiếu những vật này mà chú ất có thể tại che kín rêu xanh trên tảng đá, làm lấy một bộ này độ khó cao luyện thể động tác như dẫm trên đất bằng, hiển nhiên đã có nhất định tu luyện căn cơ. Bỗng nhiên, chú ất động tác ngừng lại, híp mắt lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó đi tới người. Hắn từ trên tảng đá đứng thẳng thân, đánh giá người tới. Huyền đạo tông đám đệ tử người đông đảo cái này quần sơn trong, huyền đạo 13 phong cộng lại, vượt qua hơn vạn người. Nhưng, mình cùng sư phụ sư tỷ vẻn vẹn ba người thanh tu tiểu huyền phong thế nhưng là cực kỳ quạnh quẽ sơn phong, ba năm năm đều chưa chắc có khác mạch đệ tử tới. Hôm nay vị này là, người kia đến gần chu ất khối này tảng đá xanh, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cũng không có chào hỏi. Liền như là chu ất là không khí, vượt qua tảng đá xanh hắn đi thẳng tới cửa chính của sân chú ất cũng không có ngay lập tức ngăn lại người này đối với không nhìn mình ngạo nghễ cũng không có cái gì ngoài ý muốn càng không có tư cách nói cái gì bởi vì người kia mặc chính là áo tím đệ tử áo tím tại huyền đạo tông bên trong chỉ có bảy người vạn người đại tông chỉ có bảy người có thể mặc áo tím có thể nghĩ bảy người này địa vị nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai huyền đạo tông chủ chi vị bắt đầu từ bảy người này bên trong chọn lựa mà hắn chỉ là áo trắng vẻn vẹn mạnh hơn ngoại môn đệ tử một tuyến mà thôi chú ất từ tảng đá xanh bên trên nhảy xuống từ phía sau nhìn chăm chú lên đệ tử áo tím này rồi mới nhìn hắn đứng tại viện tử ngoài cửa lớn đại huyền phong dư thiên vũ cầu kiến lý sư thúc Chú ất nghe được từ đệ tử áo tím này trên thân phát ra thanh âm, trong lòng hơi động, là hắn, dư thiên vũ, đại huyền phong đệ tử, thụ áo tím, dẫn đầu tịch đệ tử vị. Bảy vị đệ tử áo tím bên trong. Đệ nhất nhân. Chú ất tại tảng đá xanh bên cạnh, nhìn chằm chằm kia dư thiên vũ, vị này huyền đạo tông đại sư huynh hôm nay thế nào sẽ đến bái kiến sư phụ của mình lại nghe lúc này, từ tiểu viện từ bên trong truyền tới vài tiếng ho khan, tựa hồ chủ nhân thanh âm thân thể cũng không quá tốt. Rồi mới trong tiểu viện truyền ra một đạo có chút suy yếu lại rất hiển tăng thương thanh âm. Dư thiên vũ, dư thiên vũ cung kính lại bái, nói. Chính là đệ tử trong tiểu viện một gian phòng ốc bên trong, ngồi xếp bằng một cái một bộ áo trắng lão giả, hắn khuôn mặt tiểu tị hôi bại, tóc tai rối bời, khí sắc rất là suy yếu, lại ho khan vài tiếng, hỏi. Người đến có chuyện gì, chú ất ở bên ngoài nghe thấy sư phụ thanh âm cũng là nhìn chăm chú lên kia dư thiên vũ bóng lưng đại huyền phong không giống tiểu huyền phong như vậy môn nhân đệ tử tàn lụi tại huyền đạo tông bên trong đại huyền phong là trừ thượng vị trưởng môn xuất thân chỗ thông huyền phong bên ngoài thế lực danh vọng khổng lồ nhất một mạch mà lại vị kia đại huyền phong chủ thế nhưng là từ trước đến nay cùng mình sư phụ không hợp nhãn lại thêm tiểu huyền phong thế yếu cứ thế với đại huyền phong đệ tử trên dưới hơn ngàn người đều là không nhìn chúng mình sư đồ ba người chỗ tiểu huyền phong lại không nghĩ hôm nay vị này đại huyền phong thiên tài xuất sắc nhất thế mà lại tự mình đến tiểu huyền phong chú ất ánh mắt lấp lóe chỉ sợ kẻ đến không thiện quả nhiên liền nhìn lúc này ngoài cửa dư thiên vũ chậm rãi đứng thẳng người dùng một loại bình ổn mà không kiêu ngạo không tự ti ngữ điệu chậm rãi nói ra Nghe nói Lý Sư Thúc 8 năm trước tâm mạch thụ khó lành trọng thương, cứ thế với những năm gần đây, thường xuyên chịu đủ thương thế tra tấn. Đệ tử bất tài, trùng hợp lần trước xuống núi du lịch quá trình bên trong, đạt được hiếm thấy tứ phẩm chữa thương đan dược, hồi thiên đan. Chú ất ở một bên nghe được, hồi thiên đan, ba chữ, nhịn không được trong ánh mắt lộ ra kích động. Hồi thiên đan, lại là tứ phẩm chữa thương đan dược hồi thiên đan đã tên, hồi thiên, kia dĩ nhiên liền có hồi thiên chi lực. Đàn dược này nghe tiếng trình độ, tại thiên nam chi địa, chỉ cần là người tu luyện đều biết cái tên này, rất khó luyện chế, nhưng lại có đoạt thiên địa tạo hóa hồi thiên chi lực. Coi như trọng thương sắp chết, cũng có thể cứu trở về một mạng. Mình sư phụ thương thế, một mực là chu ất nội tâm thống khổ, lại không nghĩ, hôm nay lại có thể nhìn thấy để cho mình sư phụ khôi phục thương thế hy vọng hắn đã từ cái này dư thiên vũ trong giọng nói nghe được hắn ý tứ, hẳn là muốn đem đan dược này hiến cho sư phụ của mình. Nghe được hồi thiên đan thời điểm, không chỉ có là chu ất kích động, chính là trong phòng ngồi xếp bằng ông lão mặc áo trắng cũng là có chút trầm mặc một cái chớp mát. Lão giả giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mặc dù khí sắc nhìn rất là suy yếu, nhưng là hai mắt mở ra về sau, trong mắt lại có một cỗ khiếp người thần quang, nhìn thấy tia mắt kia, rất dễ dàng để người xem nhẹ đây là một cái bị trọng thương lão nhân. Bởi vì cái này ánh mắt quá lăng lệ, vô sự mà ân cần, cái này hồi thiên đan chân quý bực nào, người ta không thân chẳng quen, nói thẳng ra ngươi chuyến này chân chính ý đồ đến đi, lão giả thanh âm mang theo vài tia lãnh tốt. Dư thiên vũ khóe miệng khẽ nhếch cười nhạt cười, nói sư thúc lời này liền khách khí mọi người phân thuộc huyền đạo tông ngài lại là trưởng bối của ta lão giả lại sắc mặt lạnh lẽo nếu không nói thẳng liền rời đi đi dư thiên vũ chắp tay đứng thẳng ngoài viện ánh mắt lấp lóe cười nhạt nói quả nhiên không thể gạt được sư thúc pháp nhãn đệ tử này đến trừ muốn đem cái này hồi thiên đan hiến cho sư thúc bên ngoài còn muốn thỉnh giáo sư thúc một môn liên quan với ta huyền đạo tông thần thông, chú ất ánh mắt lấp lóe. Thỉnh giáo sư phụ thần thông, đây chính là người này mục đích, mà lúc này đây, chỉ nghe thấy trong phòng lão giả thản nhiên nói. Dư sư điệt tu vi cảnh giới, đã sớm cùng lão phu tương đương, đạt đến ma kha cảnh giới, cảnh giới như thế, trong tông kinh khố đối ngươi lại không ẩn tàng, lại lấy sư điệt thụ trong tông trưởng bối coi trọng trình độ vô luận hỏi ai bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tàng tư tội gì hỏi lão phu cái này tàn phế người dư thiên vũ nói sư thúc quá mức khiêm cũng không phải là đệ tử không muốn tìm cái khác trưởng bối mà là bởi vì cái môn này thần thông phóng nhãn toàn bộ huyền đạo tông vẻn vẹn sư thúc một người sẽ hắn lời còn chưa nói hết lúc này chỉ nghe thấy trong sân lão giả thanh âm đột nhiên lạnh mấy phần người quả nhiên là hướng về phía ngũ vận hóa lôi thủ tới, không tệ. Dư thiên vũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chớp lên, nói. Đệ tử nguyện lấy hồi thiên đan dâng lên, đổi lấy sư thúc ngũ vận hóa lôi thủ. Nhưng là, theo sau chỉ nghe thấy trong phòng lão giả chìm giận thanh âm, quát lạnh một tiếng. Ất tiễn khách, lạnh tuyệt thanh âm, không mang theo bất luận cái gì về chậm chỗ trống chú ất một mực tại cách đó không xa nghe, chính tâm bên trong nghĩ thầm sư phụ, ngũ vận hóa lôi thủ, là cái gì, lúc này, chỉ nghe thấy sư phụ lạnh tiệt thanh âm. Để cho mình tiễn khách, chú ất sừng sốt một cái chớp mắt, trong ánh mắt có chút không giảng hòa phức tạp. Nhưng mà, sư mệnh phía trước, hắn không thể không làm. Cũng liền tại chú ất chuẩn bị tiến lên mời cách vị kia thủ tịch đệ tử thời điểm giờ khác này dư thiên vũ cũng là không nghĩ tới cái này tiểu huyền phong chủ cư nhiên như thế lạnh tuyệt không chút nào nguyện ý thương lượng hắn mặt cũng trầm xuống sư thúc thật không muốn cân nhắc phải biết sư thúc mặc dù đạt đến ma kha cảnh giới có được gần ngàn năm thọ nguyên nhưng tâm mạch bị tổn thương bản mệnh nguyên khí không khô mất nếu là lại không cứu chữa chỉ sợ sống không quá 30 năm, nghe được Dư Thiên Vũ trong miệng câu nói này, chú ất tiến lên bước chân dừng một chút, trên mặt tất cả đều là phức tạp. Nhưng mà, trong phòng lão giả thanh âm, lại là lạnh hơn. Ất, ngươi là nghe không hiểu vi sư sao, để ngươi tiễn khách. Chú ất thật sâu hô hấp một tiếng, siết chặt nắm đấm, rồi mới tại Dư Thiên Vũ phía sau mặt không thay đổi nói. Mời dư thiên vũ sắc mặt đột nhiên bởi vậy trở nên lạnh rồi mới một đôi lặng lẽ liếc nhìn chu ất chu ất trong lòng giật mình bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sơn hải nặng nề khí thế hướng hắn bao trùm tới bất quá đạo này khí thế là chớp mắt là qua nhưng vẫn để chu ất cảm nhận được sơn hải bằng bạc lực lượng tựa như trong nháy mắt liền có thể đem hắn nghiền thành bột phấn ma kha vô lượng ý nghĩa ma kha cảnh giới đã có vô lượng đại lực dư thiên vũ liếc mắt chu ất rồi mới nhìn về phía tiểu viện chỉ bằng sư thúc cái này đệ tử sợ là còn đưa không đi ta hắn nói chuyện thời điểm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt miệt nhưng có chút chắp tay đối tiểu viện từ tiếp tục nói sư thúc đệ tử đã đem lời hữu ích đều nói tận sư thúc không cần không biết hảo ý người dạy ta ngũ vận hóa lôi thủ ta tặng ngươi hồi thiên đan chữa trị thương thế theo như nhu cầu trong phòng lão giả lạnh lùng nói ngươi không đi đúng không vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi ất ngươi vào nhà đến để hắn chờ đợi đi chú ất mắt sáng lên không nói gì trầm mặc đi vào tiểu viện tử dư thiên vũ thời khắc này sắc mặt chậm rãi trở nên chư thiên lữ nhân lộc thực bình chờ một cái cơ hội nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tiểu viện tử bên ngoài dư thiên vũ đã rời đi trong nhà này thổi tới một cỗ gió mát bóng đêm cũng dần dần toàn bộ bao phủ bầu trời chú ất đẩy ra cửa phòng bên trong không có điểm đèn chỉ có thể mơ hồ trông thấy một lưng gù thân ảnh ngồi xếp bằng trên giường theo sau trên giường thân ảnh phát ra vài tiếng thanh âm ho khan chú ất tiến lên mấy bước đi vào trước giường hỏi Sư phụ, ngươi không sao, Lý Thiên Cương hít một hơi thật sâu, rồi mới nhìn xem tên đồ đệ này, chậm rãi nói ra. Như thế nhiều năm, sớm quen thuộc. Chú ất có chút do dự, hỏi. Vừa rồi hắn nói, Lý Thiên Cương nói. Ta chỉ có 30 năm tốt sống sự tình, chú ất không có ứng thanh, chỉ là ánh mắt phức tạp thấy sư phụ phòng mờ mờ bên trong ánh mắt của hắn rất sáng lộ ra một cỗ mười phần khẩn trương rất là chờ mong có thể theo sư phụ trong miệng nói ra cũng không phải là như thế tới thế nhưng là lý thiên cương chậm rãi nói ra hắn nói không sai khả năng còn nói nhiều nói nhiều là ý gì là ba mươi năm đều không sống nổi sao chú ất nghe nói mấy chữ này lúc này thốt ra sư phụ ngươi tại sao không đáp ứng hắn lý thiên cương nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không có ngay lập tức trả lời chu ất vấn đề hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hồi lâu thẳng đến cửa sổ bên ngoài cái kia thiên không bên trên trăng khuyết triệt để bị mây che khuất trong phòng không có một điểm quang tuyến trở nên cực kỳ đen lúc này lý thiên cương thanh âm tựa như từ trong nhà bất kỳ chỗ nào xuất hiện mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn bản mạch thần thông, tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắn nói xong cái này tám chữ, rồi mới nhìn xem chu ất lần nữa phun ra một câu. Môn thần thông này, là ngươi, chu ất trên mặt lộ ra cười khổ. Sư phụ, hắn lên núi tám năm. Lúc trước cùng hắn cùng nhau lên núi những đệ tử kia, hiện tại có không ít đều đã kết thành thánh thai, hắn lại như cũ tại hình tàng, tiểu cảnh giới hình tàng cùng thánh thai, đây đều là tu luyện bước đầu tiên, bí tàng, đại cảnh giai đoạn. Bí tàng đại cảnh, cùng chia ba bước. Hình tàng, thức tàng, thai tàng. Bí tàng đại cảnh về sau là thiên cương đại cảnh, lại về sau là ma kha đại cảnh. Vậy hôm nay tới dư thiên vũ, hết thảy cao hơn hắn ra ba cái đại cảnh, gần như mười cái tiểu cảnh giới. Mình trình độ như vậy, thế nào cùng người ta so? mình muốn cái này thần thông có cái gì sử dụng đây lý thiên cương nhìn chăm chú lên chú ất nhìn hắn chằm chằm thật lâu vi sư cùng ngươi nói rất nhiều lần rồi tư chất của ngươi cũng không so bất luận kẻ nào chênh lệch sở dĩ hiện tại rơi với người sau là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có tu hành qua bất luận cái gì nội công pháp môn chú ất im lặng cúi đầu xuống thấp giọng nói đệ tử nhớ kỹ sư phụ nói qua muốn ta ma luyện hình thể chờ một cái cơ hội lý thiên cương gật đầu theo sau trong ánh mắt có một điểm chu ất chưa từng thấy qua quang mang cơ hội này rất gần thời điểm nào chú ất bật thốt lên liền ra bất quá hắn hỏi xong trong lòng liền hối hận bởi vì lúc trước hắn cũng hỏi qua không chỉ một lần thế nhưng là sư phụ cho tới bây giờ gọi mình không cần phân tâm một mực rèn luyện thân thể liền tốt nhưng <laughs> không nghĩ tới, lần này Lý Thiên Cương thế mà cũng không có ngay lập tức từ chối. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trăng một lần nữa leo ra ngoài tầng mây, trong nháy mắt đó tán phát ra ngân sắc ánh sáng, như có chủng ma lực đốt sáng lên lý thiên cương vốn là sắc bén hai mắt. Để ánh mắt của hắn càng sáng hơn. Trong nháy mắt này, hắn trong đôi mắt phảng phất như có vô tận tự tin và hy vọng hai năm sau 15 tháng 8, diễn đạo Sơn, Lý Thiên Cương nhìn về phía Chu Ất. Khi đó, chính là của ngươi cơ hội, Chu Ất trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lòng quanh quẩn mấy chữ này. Hai năm sau, 15 tháng 8, diễn đạo Sơn, hắn lúc này còn phải lại hỏi, bởi vì đây là 8 năm vừa đến, sư phó lần thứ nhất nói với hắn ra một cái minh xác kỳ hạn. Hai năm sau diễn đạo Sơn có cái gì? chú ất không kịp chờ đợi bên trong thốt ra trong mắt xem như chờ mong tám năm ở giữa luôn luôn bị người vượt qua cùng hắn tranh lệch thời gian không dài các sư huynh đệ phân biệt tiến vào huyền đạo tông các mạch hiện tại người khác một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn hắn lại có thể nào không muốn tốt tốt tranh một hơi nhưng lúc này lý thiên cương nhắm mắt lại không nên hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết biết quá nhiều ngươi tâm sẽ loạn chú ất kinh ngạc không biết nói cái gì đi thu thập một chút nghỉ ngơi đi thôi lý thiên cương thanh âm thong thả truyền đến chú ất thầm cười khổ một tiếng rồi mới nói phải dù sao hắn đối với sư phụ vẫn là vô cùng tôn kính tám năm trước nếu không phải sư phụ hắn đã sớm chết tám năm qua lý thiên cương đối với hắn từng ly từng tí có nghiêm có từ hỗn như một cái phụ thân sư phụ nếu là không muốn nói hắn coi như cầu cũng là cầu không được thế là chú ất theo sau liền cáo lui một tiếng đi vài bước đến bên giường đóng lại bên giường cửa sổ đi ra thời điểm lại đem cửa mang lên rồi mới liền trở lại phòng của mình nghỉ ngơi đi lại nói một bên khác dư thiên vũ rời đi tiểu huyền phong hắn ma kha cảnh giới, vẻn vẹn thời gian chừng nửa nén hương liền trở về khoảng cách tiểu huyền phong mấy chục dặm bên ngoài đường núi đại huyền phong. Đại huyền phong so tiểu huyền phong hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Thời khắc này tiểu huyền phong chỉ có một chiếc đèn đuốc. Đại huyền phong lại là lượt núi tươi sáng, giống như ban ngày. Dư thiên vũ đi qua đá xanh tiểu dai, chậm rãi đi tới một cái động phủ bên ngoài một cái thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền ra vào đi dư thiên vũ cất bước đi vào bên trong rực rỡ sáng lên là một gian bố trí đường hoàng động phủ đại điện trong điện chỗ cao ngồi xếp bằng một vị trung niên nam nhân đại huyền phong phong chủ liễu hàn phong liễu hàn phong trông thấy đệ tử thần sắc nhàn nhạt hỏi không có đổi được dư thiên vũ một mặt âm trầm lấy ra một viên đan dược hồng bì tử văn hắn lạnh lùng nói hắn không muốn sống ai cũng không có cách nào liễu hàn phong đối với mình cái này đệ tử thái độ sớm thành thói quen cho dù ai tại dư thiên vũ tuổi như vậy có được có thể so sánh với các đại phong chủ trưởng lão thực lực cũng đều sẽ giống như hắn cao ngạo lạnh lùng cho nên hắn có thể không cần cùng đệ tử khác đồng dạng đối trưởng bối cung kính có thưa cùng nó nói đây là thiên tài đặc quyền, không bằng nói đây là có được thực lực cường giả đặc quyền. Người sau đó phải chuẩn bị thế nào làm, Liễu Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Dư Thiên Vũ siết chặt nắm đấm, tựa như muốn đem kia hồi thiên đan nghiền nát, hắn ánh mắt âm lãnh. Môn thần thông này, đã ta không lấy được, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được, ồ, Liễu Hàn Phong lông mày nhíu lại, Dư thiên vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài động, tựa như nhìn chăm chú lên tiểu huyền trên đỉnh tòa tiểu viện kia, nhìn thấy đã nghỉ ngơi chu ất. Bọn hắn kia sư đồ, không phải xưa nay lấy tình cảm thâm hậu tại trong tông lấy xưng sao ta, liền muốn lợi dụng bọn hắn cái này một yếu điểm, để hắn tiểu huyền phong sau kế không người. Chỉ lưu lão già kia một cái, môn kia thần thông, liền để hắn mang vào quan tài đi thôi liễu hàn phong ánh mắt chớp động rơi vào dư thiên vũ trên tay tử văn đan dược trí thông minh người muốn lấy cái này mai có thể cứu lý thiên cương sống sót đan dược làm dẫn để hắn vậy đệ tử vào bẫy dư thiên vũ khóe miệng khẽ nhếch nhìn mình sư phụ ánh mắt sáng ngời cười lạnh nói không được sao tùy ngươi liễu hàn phong cười nhạt một tiếng ta cái kia sư đệ tám năm qua bởi vì bản thân bị trọng thương gây nên môn nhân đệ tử tàn lụi bây giờ cũng không có cái gì địa vị mượn hắn cuối cùng nhất cái này điểm danh khí thành tựu ngươi tại trong tông uy vọng có gì không thể dư thiên vũ nghe vậy cười lạnh trong động không nói nữa chư thiên lữ nhân lộc thực bình chư thiên vương lạnh nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com sáng sớm ngày thứ hai chú ất rửa mặt về sau, từ trong nhà cầm một thanh trường kiếm xuống núi. Tu hành là cá thể lực sống, cho nên cần không ngừng bổ sung dinh dưỡng. Nhất là hắn 8 năm qua đều đang rèn luyện thân thể, cần có dinh dưỡng tự nhiên không thể đoạn tuyệt. Tiểu huyền phong, vốn là huyền đạo 13 phong một trong, tại tiền nhiệm phong chủ trên tay, cũng là một chi đại mạch, ấn lý đến nói cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Nhưng Chu Ất vẫn là cần tự mình động thủ đi vì chính mình tu luyện dành tài nguyên. Bởi vì tiểu huyền phong từ khi Lý Thiên Cương đảm nhiệm phong chủ về sau, liền ít thu môn nhân đệ tử. Kỳ thật trước kia trừ Chu Ất cùng một cái khác sư tỷ bên ngoài, núi này bên trên cũng là còn có mấy cái môn nhân, nhưng 8 năm trước từ khi Lý Thiên Cương đem Chu Ất mang lên núi về sau, liền lần lượt đem những cái này đệ tử đều phân phát chuyện cho tới bây giờ núi này bên trên liền chỉ còn lại sư đồ ba người nếu như tại lý thiên cương không có thụ thương trước lấy thực lực của hắn cảnh giới trong tông khẳng định cũng sẽ không thiếu tiểu huyền phong tài nguyên nhưng lý thiên cương thụ thương vẫn là không mấy năm sống trọng thương cái này về sau tiểu huyền phong chỉ có cái này mèo con hai con cùng một cái trọng thương chờ chết lão hủ huyền đạo tông tự nhiên không còn cho phúc lợi cùng nó cho tiểu huyền phong lãng phí không cần thiết tài nguyên tu luyện còn không bằng cái khác mấy phong phân là lấy mấy năm trước chú ất tu hành ăn chính là sư phụ nhà mình lưu một chút bổ thế trắng cốt đan dược sau đó đã ăn xong cũng chỉ có thể mình xuống núi đánh dã thú lấy huyết tủy tinh cốt mình luyện chế ra chú ất sắc mặt bình tĩnh đi xuống đường núi trực tiếp từ nay về sau núi mãng hoang trong rừng đi đến nơi đó đều là hung ác xài lang hổ báo. Huyền đạo tông không thanh trừ những này dã thú, cũng có ma luyện đệ tử ý tứ ở bên trong. Trước khi đến mãng hoang thâm lâm trên đường, đi ngang qua luận võ bãi. Lại có một người đệ tử chết tại sinh tử đấu trên lôi đài. Luận võ bãi, là huyền đạo tông không biết từ thời điểm nào truyền thừa một quy củ. Đó chính là tại song phương đều đồng ý tình huống dưới, triển khai một trận quyết đấu bên thắng lấy đi kẻ bại tất cả mọi thứ loại này quy tắc sở dĩ tiếp tục kéo dài tự nhiên là bởi vì cho huyền đạo tông mang đến chỗ tốt tại loại này quy tắc hạ bồi dưỡng ra được huyền đạo tông đệ tử mỗi một cái đều là sát phạt quả quyết tính tình cùng thiên tài chân chính bởi vì kẻ yếu sớm đã bị đào thải ra khỏi đi huyền đạo tông đệ tử bụng dạ độc ác cái này tại thiên nam là nổi danh chú ất đối luận võ bãi bên trên sự tình, tự hồ đã nhìn lắm thành quen, bộ pháp đều không có đình chỉ, tiếp tục hướng trong núi sâu đi. Đây chính là huyền đạo tông. Không giống loại kia truyền thống chính phái đại tông, giảng cứu cung kính nhân thiện, thân mật đồng môn. Ở đây, tuân theo cường giả vi tôn, lợi ích trên hết pháp tác. Cho nên, tiểu huyền phong tại Lý Thiên Cương trọng thương sau, không có bao nhiêu tác dụng, tự nhiên là không nhận coi trọng trong tông các mạch cũng liền thành thạo vô cùng đem tiểu huyền phong đánh vào lãnh cung không còn cho cung cấp bất luận tông môn gì phúc lợi đại huyền phong bên trên dư thiên vũ đem hồng bì tử văn hồi thiên đan giao cho một người trên tay ta nói đều rõ ràng sao người này dáng dấp mày rậm mắt to mặt vuông chữ quốc khóe miệng khẽ nhách sư huynh yên tâm có đan dược này làm dẫn nhất định có thể để cho kia tiểu tử bên trên luận võ bãi luận võ bãi, có một cái hạn chế, đó chính là thực lực của hai bên không thể tranh lệch quá lớn, cái này tự nhiên là vì để tránh cho cường đại đệ tử coi đây là từ, đi đồ sát sự tình. Chú Ất 8 năm qua Thủy chung là hình tăng thực lực, điểm này, bởi vì tiểu huyền phong đặc thù nguyên nhân, tại huyền đạo tông cơ hồ không ai không biết. Cho nên dư thiên vũ siêu Việt chú Ất ba cái đại cảnh giới thực lực tự nhiên là không thể ra tay là lấy, hắn lựa chọn đại huyền phong bên trên hình tàng cảnh lợi hại nhất thiên tài Phương Hồng, đến thay hắn. Tại đồng dạng hình tàng cảnh giới, Phương Hồng có được nghiền ép chu ất thực lực. Bởi vì hắn tùy thời đều ở có thể đột phá đến thức tàng giai đoạn. Cái này mặt chữ quốc nam tử Phương Hồng tiếp nhận mệnh lệnh về sau, khom người cáo lui rời đi. Hắn muốn để chu ất mắc câu rồi mới tại luận võ bãi bên trên, lấy đi chu ất mệnh, vì dư thiên vũ hoàn thành đoạn tiệt tiểu huyền phong một mạch kế hoạch. Huyền đạo tông mãng hoang trong giường, giống tương đương, đối diện truyền đến cự vật giống to, tiếng gầm chấn chu ất sợi tóc hướng sau bay múa. Hắn sắc mặt bình tĩnh, một kiếm gọt ra, một đầu trượng cao cự hùng, nhào vào trước mặt cái kia có thể đem chu ất thân thể đập thành thịt nát to lớn tay gấu, chỉ kém một thước liền muốn rơi vào đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà, theo sau một tiếng ầm vang, cự hùng bàn tay sát chu ất thân thể, trượt ra ngoài. Nương theo lấy cái này âm thanh ầm ầm vang lớn, cự hùng trùng điệp đập vào xốp trên mặt đất. Tanh hôi máu tê giạt rào chảy ra, đem hùng thi thể dần dần toàn bộ bao phủ, nhuộm đỏ chỉ thấy nó phần eo trở lên, từ đầu ở giữa, bị chia làm hai nửa. Chú ất động tác nhanh chóng lột ra cạo xương. Không bao lâu liền bao hết một bao lớn đồ vật gánh tại trên vai, chuẩn bị đi trở về tiểu huyền phong. Một bên khác, Phương Hồng đứng tại tiểu huyền phong dưới chân. Ánh mắt của hắn yếu ớt âm lãnh. Hắn đã biết, chú ất một giờ trước từ tiểu huyền trên đỉnh xuống dưới. Hắn cũng không biết chu ất đi nơi nào nhưng hắn biết chu ất nhất định tại trời tối trước trở lại tiểu huyền phong cho nên hắn không cần bao lâu liền có thể ở chỗ này chờ đến chu ất chu ất ngay tại hướng trở về theo tốc độ này hắn hẳn là tại nửa giờ sau liền có thể đến tiểu huyền phong chân núi phương hồng cũng sẽ tại nửa giờ sau đợi đến chu ất rồi mới dẫn chu ất bên trên luận võ bãi đây là tại hết thảy đều bình thường phát triển tình huống dưới nhưng là thế gian sự tình, mãi mãi cũng không phải bình thường phát triển, tràn đầy các loại ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, mảnh này bao la hùng vĩ dãy núi trên bầu trời, chèo thuyền qua đây một đạo bạch quang. Đạo này bạch quang cực kỳ trướng mắt, rất là trói lọi. Liền như là trên trời thêm ra tới một cái mặt trời. Nhưng, quỷ dị chính là cơ hồ tất cả mọi người tựa như nhìn không thấy đạo ánh sáng này đồng dạng liền ngay cả huyền đạo tông chỗ sâu kia đã siêu việt ma kha đại cảnh lão quái vật đều là không hề hay biết như là bầu trời vẫn là trước sau như một tựa như đạo bạch quang kia trong mắt bọn hắn cũng không tồn tại nhưng lại có một người nhìn thấy người này chính là chu ất hắn cũng không biết chỉ có chính hắn nhìn thấy đạo ánh sáng này hắn hai mắt trừng lớn không dám tin nhìn xem đạo ánh sáng này từ không trung đánh tới nó không thể tưởng tượng nổi đột phá huyền đạo tông phòng ngự đại trận. Tốc độ cực nhanh, sau một khác, trực tiếp xuất tại chu ất trên thân. Chu ất nháy mắt trước mắt chỉ còn lại có một cái nhan sắc. Bạch, rồi mới, tại cái này bạch quang mịt mờ bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ sự vật hình tượng. Kia tựa như một cái lệnh bài đồng dạng, bàn tay rộng dài hơn một thước. Cái này là cái gì, chú ất trong lòng tràn đầy rung động, thứ này thế mà không tốn sức chút nào đã đột phá huyền đạo tông hộ tông đại trận. Rồi mới, hắn trong đôi mắt con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp cây kia lệnh bài, như chớp giật thật nhanh đâm về phía thân thể của hắn. Hắn còn chưa kịp cúi đầu nhìn, chính là tim mát lạnh. Cây kia lệnh bài, thế mà đâm vào trái tim của hắn bên trong. Nháy mắt, chu ất trong mắt liền nhiều hơn sợ hãi muốn chết nhưng mà đây chỉ là hắn nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu sau một khắc hắn phát hiện ý thức của mình như cũ rõ ràng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn không chết ngay lúc này chú ất trong lòng lóe lên bốn chữ trừ thiên vương lệnh nương theo lấy bốn chữ này xuất hiện tại chú ất trong lòng đạo này bắn trên người chú ất bạch quang cũng biến mất không thấy gì nữa mà quỷ dị chính là chuất ất thân thể lại cũng theo bạch quang cùng nhau biến mất. Lẳng lặng trong rừng, có gió thổi rơi xuống trên cây một chiếc lá. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Huyền đạo tông hoàn toàn như trước đây. Bởi vì trừ bỏ bị lực lượng thần bí mang đi chu ất ai cũng không có trông thấy đạo ánh sáng này. Tự nhiên, liền ai cũng không biết nơi này phát sinh như thế một sự kiện chư thiên lữ nhân lộc thực bình chư thiên thế giới cùng linh lung đạo tâm cầu đề cử cất giữ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com rừng phong màu đỏ tươi rừng phong lại đỏ so máu rất đẹp đại địa bên trên cũng giống như nhiễm máu lúc này một người bỗng nhiên liền xuất hiện ở nơi này sự xuất hiện của hắn lại không có chút nào báo hiệu giống như cái này đầy đất hồng phong, ai cũng không biết sau một khắc, sẽ là cái kia cái lá cây đóng phía trên chúng. Chú ất kinh ngạc nhìn xem trước mặt hoàn toàn xa lạ rừng cây. Nơi này tuyệt không phải huyền đạo tông. Nơi này là nơi nào? Đây là một cái thức tàng cấp thế giới, một thanh âm từ trong lòng của hắn vang lên. Chú ất lập tức che lấy trái tim vị trí, ánh mắt rung động, ngươi là ta chính là viên kia lệnh bài, chư thiên vương lệnh chú ất nói ra cuối cùng nhất bị quang mang bao phủ thời điểm, hiện lên trong lòng kia bốn chữ. Người đến tột cùng là cái gì đồ vật? Đây hết thảy đến tột cùng là thế nào chuyện? Ta là chư thiên vương lệnh khí linh, người cũng có thể dùng vương lệnh hai chữ xưng hô ta, ta chính là vương lệnh, vương lệnh chính là ta, cái thanh âm kia hồi đáp. Theo sau, nó tiếp tục nói ra ngươi là ta tại vương lệnh khí vận sắp hao phí hầu như không còn thời điểm tìm tới một cái duy nhất có được bất phàm thể chất người cũng chính là ta chủ nhân mới. trừ thiên vương lệnh thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc tựa hồ không mang mảy may tình cảm. ta bất phàm thể chất chu ất nghe được bốn chữ này cơ hồ yên lặng. ngươi có được linh lung đạo tâm chính ngươi lại không biết sao? chu ất nháy mắt sửng sốt. linh lung đạo tâm người lại thật không biết, bất quá cái này dâu ta hơi sau sẽ nói cho ngươi biết, trước lúc này, ta phải nói cho ngươi chính là. Người bây giờ chính là ta tân chủ nhân, làm chư thiên vương lệnh chủ nhân, người có thể qua lại chư thiên, tại từng cái chư thiên thế giới lữ hành. Chú ất nghe đến đó, lập tức trong lòng động niệm, vào xem trước mắt cái này thê diễm như máu hồng phong lâm. Nói cách khác, ta đã đến một thế giới khác chú ất giờ phút này coi như tỉnh táo dù sao chư thiên vạn giới loại này khái niệm hắn trên địa cầu lúc cũng là có chỗ nghe thấy vậy cái này là cái nào thế giới hắn lập tức lại hỏi chư thiên vương lệnh nói chư thiên thế giới nhiều như sao trời đây chỉ là một trong số đó ta cũng không rõ ràng ta chỉ là tùy tiện dựa theo ngươi thực lực hiện hữu xuyên qua đến tối cao thực lực đẳng cấp không cao hơn thức tàng cảnh giới một cái thế giới mà thôi, bí tàng đại cảnh, ba cái giai đoạn. Hình tàng, thức tàng, thai tàng. Hắn thực lực là hình tàng đỉnh phong, mà nơi này là tối cao thực lực đẳng cấp không cao hơn thức tàng thế giới. Chú ất trầm mặc, chốc lát, hắn mới nói. Người nói tiếp đi, trừ thiên vương lệnh nói ra bản thể của ta có xuyên qua chư thiên năng lực nhưng năng lực này cũng không phải là vô duyên vô cớ mà đến cần một loại lực lượng đến thôi động làm nguồn suối là cái gì thế giới khí vận chư thiên vương lệnh nói ra như thế bốn chữ rồi mới nó tiếp tục nói ra cho nên cần ngươi không ngừng trợ giúp bản thể của ta không ngừng bổ sung thế giới khí vận nó mới có thể không ngừng mang ngươi tiến về càng nhiều thế giới đồng thời tại khí vận đầy đủ xuyên qua thế giới thời điểm thêm ra tới khí vận có thể dựa theo khí vận lượng nhiều ít ta có thể giúp ngươi làm tới thế giới khác một vài thứ cùng vật phẩm còn như tại sao muốn đi trước càng nhiều thế giới vương lệnh không cần giải thích bởi vì chu ất cũng minh bạch chư thiên thế giới nhiều như sao trời mỗi cái thế giới đều mang ý nghĩa có vô tận cơ duyên có thể để hắn thu hoạch vô số chỗ tốt nhưng mà càng quan trọng hơn vẫn là chư thiên vương lệnh cuối cùng nhất một câu. Có thể làm tới thế giới khác vật phẩm. Đây cũng chính là nói, chỉ cần khí vận đầy đủ, hắn có thể đạt được các loại chân quý vật phẩm, thí dụ như tu luyện kinh thư, đan dược, thần thông, pháp bảo, chờ một chút. Ta muốn thế nào làm? Chú ất tỉnh táo mà hỏi. Tại từng cái thế giới lưu lại thuộc về ngươi lực ảnh hưởng, liền chiếm cứ thế giới bộ phận khí vận những này lực ảnh hưởng, ta đại khái có thể phân chia như thế một cái cấp độ. Mới ra đời, thanh danh vang dội, danh chấn một phương, truyền thuyết, sử thi, thần thoại. chu ất ánh mắt lấp lóe, phía trước ba đẳng cấp đều dễ lý giải, phía sau ba cái, liền có chút không dễ phán đoán. Thế là, hắn tự nhiên hỏi lên. Vương lệnh hồi đáp truyền thuyết mang ý nghĩa ngươi tại một cái thế giới, lưu lại không chỉ nhất thời ảnh hưởng, dù cho thời gian trôi qua hàng trăm năm, thế nhân y nguyên sẽ còn ghi khắc tên của ngươi. Nói sự tích của ngươi, sử thi mang ý nghĩa ngươi với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng, sẽ thành không thể xóa nhòa lịch sử, dù cho hậu nhân đều quên ngươi, những cái kia kinh thư sách sử cũng sẽ ghi chép ngươi hết thảy truyền sướng không suy, cuối cùng nhất một cái cấp bậc thần thoại, là để thiên địa đều ghi nhớ ngươi, trở thành thiên địa quy tắc bất hủ một phần tử. Chú ất thật sâu hô hấp, đối cái này, thần thoại, đẳng cấp lực ảnh hưởng, cảm thấy rung động. Trở thành thiên địa quy tắc một phần tử. Hắn không khỏi nhớ tới ở kiếp trước nhìn qua một bản tiểu thuyết. Già thiên, nhân vật chính Diệp phàm tại độ kiếp thời điểm, liền đã từng xuất hiện viễn cổ thời đại cường giả hư ảnh lại cấp bậc này chính là bị thiên địa đều ghi khắc ở thần thoại cấp ảnh hưởng vương lệnh lúc này tiếp lấy nói ra hiện tại ta mang ngươi xuyên qua đến thế giới này khí vận đã còn thừa không có mấy người ít nhất phải ở cái thế giới này đạt tới danh chấn một phương mới có thể thu được đầy đủ khí vận để ta mang ngươi xuyên qua đến kế tiếp thế giới chu ất gật đầu hắn ý thức được mình là bị một cọc thiên đại tạo hóa đập trúng cái này chư thiên vương lệnh, chính là mình đi đến chủ thế giới đỉnh phong tốt nhất vương bài. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình lần nữa tỉnh táo lại. Giờ phút này, một cỗ gió thu, thổi lên trên đất lá đỏ. Tựa như máu đang bay múa. Mấy hơi thở sau, chú ất cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh tâm tình, 8 năm ma luyện, để hắn có được không phải bình thường tâm tính của người ta chưa nói tới vinh nhục không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không bởi vì các loại cảm xúc khốn oanh chính mình. Vậy bây giờ, liền nói nói chuyện ta linh lung đạo tâm là thế nào một chuyện đi, chú ất nói. Hắn đang nói câu nói này thời điểm, nội tâm kỳ thật mơ hồ đã có suy đoán. Sư phụ của hắn, 8 năm qua không cho hắn đụng nội công, chỉ làm cho hắn tu luyện thân thể, ngay tại hôm qua, hắn cuối cùng đạt được sư phụ chính xác một cái trả lời muốn mình chờ đợi chủ thế giới hai năm về sau diễn đạo sơn có mình cơ hội cái này chẳng lẽ liền cùng mình cái này cái gọi là linh lung đạo tâm có quan hệ vương lệnh đối chu ất vấn đề không có dừng lại trực tiếp hồi đáp cái gọi là linh lung tâm tên như ý nghĩa linh lung hai chữ chỉ bách biến suy nghĩ nhiều óng ánh sáng long lanh thông tục tới nói cũng chính là tâm trí viễn siêu thường nhân đối với sự vật thường xuyên có được có thể nhìn thấu bản chất năng lực, có được linh lung tâm người, từ trước đến nay đều là thánh hiền cổ chiết mà linh lung tâm lại thêm một cái chữ đạo. Đúng đấy, thấy rõ thiên địa, càng thêm thân cận thiên địa đại đạo, có thể tùy tiện nhìn thấu pháp tác bản chất. Là lấy có được linh lung đạo tâm người, nhất định là bất thế gia tu luyện kỳ tài, người khác học 10 lần, trăm lượt mới có thể sẽ đồ vật, người có thể nhìn một lần liền sẽ đồng thời còn có thể sửa cũ thành mới, lấy trái ngược ba ta sở dĩ tuyển ngươi làm chủ nhân của ta, chính là bởi vì như thế. Có thể sáng lập truyền thuyết, trở thành thần thoại người, nhất định khác biệt phàm nhân, những này, là chỉ có có được hơn người thiên tư tồn tại, mới có thể làm được. Mà ngươi, chính là loại người này, chú ất trong lòng lại chấn, lại nghi nói. Nhưng vì sao, ta? bởi vì ngươi linh lung đạo tâm còn ở vào chưa giác tỉnh giai đoạn cho nên ngươi bây giờ vẫn cùng người bình thường không khác vương lệnh nói như thế chu ất trong lòng thì tháo đối mặt cái này đối mặt hai năm sau diễn đạo sơn sợ sẽ là vì để cho ta thức tỉnh đạo tâm đi nhưng mà lúc này chư thiên vương lệnh một câu lần nữa để chu ất trong lòng giật mình một chút Ta có thể lợi dụng còn lại điểm ấy khí vận, trước trợ giúp người thức tỉnh một bộ phận đạo tâm. Nghe được chư thiên vương lệnh nói có thể giúp mình người sớm giác ngộ tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm. Chú Ất cũng không có ngay lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận suy tư một chút, rồi mới hỏi. Đại giới là cái gì? Vương lệnh bây giờ còn có lấy một bộ phận thế giới khí vận, có thể dùng tới giúp ngươi hoàn thành một bộ phận đạo tâm thức tỉnh, nhưng là, những này khí vận là dùng tới giúp ngươi rời đi thế giới này. Nếu như dùng, vậy ngươi liền cần ở cái thế giới này đạt tới truyền thuyết cấp lực ảnh hưởng, mới có thể rời đi. Muốn hay không dùng cái này mang ngươi rời đi khí vận, đến thức tỉnh một bộ phận đạo tâm, chính ngươi quyết định chư thiên vương lệnh đã đem lời nói rõ còn lại liền nhìn chú ất lựa chọn ra sao chư thiên lữ nhân lộc thực bình lục tiểu phụng thế giới nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhưng mà chú ất chỉ là trải qua thời gian ngắn tỉnh táo suy nghĩ liền kiên quyết nói giúp ta tỉnh lại đi ngươi đã suy nghĩ kỹ vương lệnh hỏi lần nữa chú ất cười nhạt một tiếng nếu như cái này linh lung đạo tâm là ngươi chọn chúng ta lý do như vậy có thể thấy được thức tỉnh sau cường đại nếu như ta đã thức tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm còn không cách nào tại cái này thức tăng cấp đê võ thế giới đạt tới truyền thiết cấp ảnh hưởng lực lời nói như vậy đã nói lên là ánh mắt của ngươi có vấn đề chư thiên vương lệnh ngắn ngủi trầm mặc một hồi rồi mới nói người thật sự là một cái chính xác nhất quyết định, như vậy, liền bắt đầu đi, chú ất hít sâu một hơi, nói. Chư thiên vương lệnh nghe theo chú ất mệnh lệnh, giờ phút này, không có hai lời. Lúc này chú ất liền cảm giác được trái tim của mình chỗ, có một vật ngay tại hướng ra chui. Sau một khắc, một viên dài hơn thước cổ phác lệnh bài, từ trái tim của mình chui ra. Lơ lửng trước mặt mình. Không có lãng phí thời gian sau một khắc, từ lệnh bài mũi nhọn chỗ bắn ra quang mang hào quang bảy màu đây chính là thế giới khí vận lực lượng chu ất nhìn xem cái này mỹ luân mỹ hoán nhan sắc trong mắt như si như say quang mang này đánh vào trên thân thể của hắn lập tức chu ất trong mắt con người đột nhiên rụt lại hắn cảm giác được trái tim của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tựa như ở trái tim bên trong có một viên hạt giống đồng dạng đồ vật chậm rãi phát ra một tia trồi non như thế thời gian một nén hương quá khứ chư thiên vương lệnh phía trên quang mang toàn bộ biến mất thậm chí ngay cả bản thể cũng thay đổi làm thường thường không có gì lạ dáng vẻ sau một khắc, chư thiên vương lệnh bản thể nhanh chóng kích xạ dạ tiến vào trái tim vị trí vương lệnh chu ất hỏi không có trả lời chu ất ánh mắt chớp lên, là lực lượng hao hết sao? Xem ra, mình nhất định phải ở cái thế giới này, lấy được truyền thiết cấp ảnh hưởng tới, nếu không, cả đời này đều muốn ở chỗ này. Hồng phong lâm bên trong, lá phong bay múa, như máu loang lổ. Chú ất che ngực, cảm giác tự hồ trên trái tim, nhiều một cái lỗ nhỏ. Thất khiếu linh lung sao, đây là mở ra trước một khiếu chỉ là chú ất cảm giác cái này một khiếu tiệt không hoàn toàn mở ra vẻn vẹn mở ra một phần mười mà thôi nhưng dù là như thế hắn giờ phút này trong mắt thế giới đã hoàn toàn khác biệt đều nói xem vừa rơi xuống diệp chi thu chú ất nhẹ nhàng vươn tay tiếp nhận một mảnh lá đỏ ánh mắt của hắn có chút thâm thúy linh lung đạo tâm đã thức tỉnh một bộ phận hắn hiện tại lại nhìn cái này lá dụng chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra lá dụng quỹ tích hắn lần nữa nhìn về phía lại một mảnh lá dụng trong mắt hắn mảnh này lá dụng trải qua từng cái nhân tố ảnh hưởng cuối cùng sẽ rơi vào mình dưới chân phải xa hai thước một tấc chi đĩa năm cái hô hấp về sau lá đỏ điểm rơi chỗ cùng hắn trong lòng tính toán ra tới không sai chút nào đây chính là linh lung đạo tâm sơ bộ hiệu quả, có thể có được không giống thường nhân tính nhẩm năng lực, từ ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được toàn bộ sự vật. Từ năng lực này nghĩa rộng ra, là hắn đối tám năm qua tu luyện một môn kiếm pháp càng sâu lĩnh ngộ. Chú ất chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thật nhanh thôi diễn một môn kiếm pháp sau tục chiêu số. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, lần nữa mở mắt chu ất trong mắt tựa hồ có lăng lệ đến cực điểm kiếm quang hiện lên. Cái này thời gian nửa nén hương bên trong. Hắn đã đem 8 năm qua tu luyện môn kia kiếm pháp, dung hội quán thông, thậm chí đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Chú ất tâm niệm vừa động, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Sau một khắc, hắn lần nữa đem kiếm vào vỏ về sau, bước nhanh chân, đi ra cái này hồng phong lâm liền nhìn xem cái này dị thế giới đến tột cùng là cái gì dạng tình huống đi. Thức tàng cấp thế giới, đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ đâu. Rời đi hồng phong lâm, chú ất đi nửa ngày lộ trình Cuối cùng đi tới trên quan đạo. Thuận quan đạo đi thẳng, tại sắc trời nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, cuối cùng gặp được một tòa thanh. Mà trên thành hai chữ, lại là khiến chú ất trong lòng không hiểu khẽ động. Phồn thể chữ Hán trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, đi vào trong thành. Trong thành đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc lầu các bàn đá xanh lát thành đường cái. Tựa hồ Trung Quốc cổ đại, chú ất tùy theo đến gần một nhà tử quán, phát hiện bọn hắn nói chuyện mình cũng có thể nghe hiểu, thế là theo sau liền điểm mấy thứ chiêu bài đồ ăn, một bầu rượu, cũng không nhúc nhích đồ ăn. Tự rót tự uống dù đang uống rượu, chú ất nhưng không có toàn bộ tâm tư đang uống rượu phía trên, hắn tại chú ý người chung quanh nói chuyện. Không bao lâu, chú ất trong mắt tinh quang lóe lên. Để hắn phản ứng như thế, là đến từ với 10 mét bên ngoài mấy cái mang theo đao kiếm khách nhân nói chuyện. Người gần nhất nghe nói không? Gần nhất trên giang hồ ra một kiện đại sự, cái gì? Người có biết hay không hiện tại trên giang hồ nhất làm náo động người là ai, cái kia còn phải hỏi, thiên hạ này chi lớn, nhất làm náo động chẳng trách hồ như vậy mấy vị, là Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, hoặc là Diệp Cô Thành. Vẫn là giang nam nhà giàu nhất hoa thất công tử, không không không, đã không phải là bọn hắn, mà là một người mới. Một cái ai cũng chưa từng nghe qua người a à, người này là ai, là một cái theo hoa người, nàng là nữ nhân, không, là một cái theo hoa nam nhân. Thế mà còn có loại này ly kỳ sự tình, bất quá, mặc dù theo hoa nam nhân hiếm thấy, tiệm may bên trong lại có mấy cái, tại sao cái này theo hoa nam nhân, liền như thế nổi danh. Bởi vì hắn không chỉ có sẽ theo hoa, sẽ còn theo mù loà. Nghe đến đó, chú ất tinh quang trong mắt cơ hồ đã khiến người không dám nhìn gần. Thế mà, nơi này lại là hắn kiếp trước đã học qua một vị võ hiệp đại sư dưới ngòi bút tiểu thuyết thế giới. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tiết, Diệp Cô Thành, Hoa Mãn Lâu, bốn người này. Nhất là Tây Môn Suy Tiết cùng Diệp Cô Thành, hai cái danh tự này, cơ hồ không có mấy cái không biết. Mà kia một bàn khách nhân trong miệng thảo luận sự kiện chính là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bộ hai kịch bản. Theo hoa đạo tác, chú ất trong lòng bởi vậy suy nghĩ lục tiểu phụng thế giới một cái tiểu thuyết võ hiệp thế giới lại là thức tàng cấp bậc thức tàng kia là đã đạt đến dùng tinh thần ảnh hưởng thân thể phát ra lực lượng cường đại cảnh giới bất quá chợt chú ất đã nghĩ thông suốt nếu như nói có cái nào thế giới võ hiệp đối với tinh thần ý thức miêu tả có thể đạt tới thần hồ kỳ thần tình trạng như vậy không thể nghi ngờ chính là cổ long đại sư tại cổ long dưới ngòi bút tiệt đại đa số nhân vật chính cùng vai phụ hơn nữa là cổ long dưới ngòi bút đa số thế giới võ hiệp tinh thần ý chí trọng yếu tính tại rất nhiều tác phẩm bên trong đều có nhất định bút mực đề cập mà trong thế giới này thần kỳ nhất võ công tự nhiên được xưng tụng là lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ thần vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, đã không giống như là võ công, càng giống là một loại trạng thái huyền diệu. Cái này có lẽ chính là vì cái gì thế giới này, sẽ là thức tàng cấp bậc nguyên nhân đi. Mà muốn ở cái thế giới này, lưu lại truyền thuyết. Chú Ất lập tức nghĩ đến một chỗ. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Chư thiên lữ nhân lộc thực bình tư không trích tinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com chú ất không nghĩ tới chư thiên vương lệnh nói tới thức tàng cấp thế giới, thế mà lại là kiếp trước mình nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp lục tiểu phụng thế giới. Phát hiện thế giới lai lịch về sau, chú ất trong mắt tinh mang triển lộ. Đây chính là đối với hắn có lợi ích rất lớn một điểm. Mình rõ ràng thế giới này hết thảy, cái này nhưng so sánh cái gì cũng không biết dị thế giới mạnh hơn nhiều lắm tại biết thế giới này chính là lục tiểu phụng chi theo hoa đạo tặc kịch bản vừa mới bắt đầu thế giới chú ất trong lòng lập tức liền có ở cái thế giới này lưu lại truyền thuyết kế hoạch mọi người đều biết lục tiểu phụng thế giới có được tiểu thuyết võ hiệp thế giới nổi danh nhất hai nhân vật tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai người kia tại hậu thế lưu lại truyền thuyết cơ hồ là hoàn toàn đè lại tiểu thuyết nhân vật chính lục tiểu phụng Thậm chí, nói đến kiếm loại binh khí này thời điểm, hai người kia danh tự, cơ hồ là tất bị đề cập. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Cái này 16 chữ, là hậu thế mỗi một cái nhìn cổ long tiểu thuyết đều nhớ mãi, không quên kiếm đạo truyền thuyết. Tử cấm chi đỉnh, chú ất uống một ngụm rượu, trong lòng thì thào đọc lấy bốn chữ này. Đây chính là tốt nhất nhất nhanh có thể tại thế giới này lưu lại truyền thuyết phương thức. Chỉ cần tại từ cấm chi đỉnh lấy kiếm đánh bại Tây Môn suy tiết hay là Diệp Cô Thành, như vậy có thể đoán được ngày sau tại phương thế giới này. Hắn chính là sẽ vì người trong giang hồ truyền miệng võ lâm truyền thuyết. Nhưng muốn nói đến đánh bại Tây Môn suy tiết hoặc là Diệp Cô Thành. Chú ất giờ phút này trong lòng trầm ngâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có bao nhiêu nắm chắc bởi vì hai người kia mặc kệ là bất cứ người nào đều đã thanh kiếm dùng đến đỉnh phong cực hạn mà nếu muốn ở kiếm đạo bên trên đánh bại hai người này độ khó không nhỏ a à, chú ất lại uống một ngụm rượu trong lòng cảm thán hắn mặc dù tại nửa ngày trước đó bởi vì linh lung đạo tâm một bộ phận thức tỉnh năng lực đem mình 8 năm qua luyện tập một môn kiếm pháp dung hội quán thông nhưng muốn nói như vậy có thể đánh bại trong hai người này bất kỳ một cái nào. Thực lực của hắn cảnh giới, ở vào hình tàng đỉnh phong, đổi lại lục tiểu phụng thế giới bên trong người. Hẳn là cũng liền cùng lục tiểu phụng nói tới kia sáu cái tại đương thời đem võ công luyện đến đỉnh phong người không sai biệt lắm sáu người này là võ đăng trưởng lão mộc đạo nhân, thiếu lâm phương trượng đại bi thiền sư, vạn mai sơn trang tây môn suy tiết, bạch vân thành chủ diệp cô thành, thanh y lâu hoác hiu. Nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc. Đương nhiên, sáu người này bên trong, đầu tiên muốn khác nhau ra, có ba người thực lực, là lăng giá với cái khác ba người phía trên bọn hắn chính là hai vị đương thời đỉnh tiêm kiếm khách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy tiết cuối cùng nhất mộc đạo nhân, thực lực của hắn càng là ẩn tàng sâu vô cùng. Là U Linh Sơn Trang một bộ bên trong trung cực lớn bu. Bất quá, sáu người này thực lực là lục tiểu phụng tại bộ thứ nhất kim bằng vương triều bên trong nói ra được, trong đó hai người đều đã chết tại Tây Môn suy tiết dưới kiếm. Kỳ thật tại phía sau mấy bộ ở trong còn có so sáu người này mạnh hơn, thí dụ như kia tương đương với lão tăng quét rác tồn tại tiểu lão đầu cùng có được kỳ dị thân thể cấu tạo cung cửu. Chú ất chỉ là ở đây đem chính hắn thực lực đến cùng lục tiểu phụng thế giới người đối ứng một chút. Hắn đoán chừng mình bây giờ cũng chính là sáu người này bên trong, ba cái kia phổ thông võ công đỉnh phong cấp độ thực lực cái này phía trên kia là siêu việt bình thường võ công cảnh giới đỉnh cao tỷ như tây môn suy tuyết diệp cô thành cùng phía sau mộc đạo nhân tiểu lão đầu thực lực của những người này cơ hồ đều đã không thể dùng võ công để hình dung cho nên thế giới này mới là thức tàng cấp thế giới a mà hắn chỉ là hình tàng đỉnh phong thực lực chu ất ánh mắt lấp lóe đột nhiên nghĩ đến một cái có thể tại kiếm đạo phương diện đánh bại tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành biện pháp đã ta đã có được có thể linh lung đạo tâm năng lực như vậy sao không phương tung ôm bách ra chi trường sáng tạo ra một môn có thể đánh bại bọn hắn hoàn mỹ kiếm pháp diệp cô thành chiêu kia thiên ngoại phi tiên không phải liền là bởi vì như là thiên ngoại bạch vân thanh khiết trong xanh phẳng lặng vô treo vô ngại không có sơ hở có thể chịu được bên trên hoàn mỹ chi kiếm cho nên mới như vậy lợi hại sao cho nên hắn tại sao không thể cũng sáng tạo ra tới này sau một môn kiếm pháp võ công còn không đều là người sáng tạo không tin mình cái này đến từ với huyền huyễn thế giới người vốn có linh lung đạo tâm về sau sáng tạo không ra một môn tại thế giới võ hiệp có thể xưng được là hoàn mỹ kiếm pháp giờ khắc này độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm chính là hắn ở trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên qua sau tốt nhất bắt trước đối tượng bất quá chợt hắn liền rất nhanh phủ định độc cô cửu kiếm phương hướng. Bởi vì độc cô cửu kiếm cấp quá thấp, độc cô cửu kiếm cũng là mới vô chiêu mà thôi. Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên cũng là không có sơ hở vô chiêu kiếm pháp. Như vậy, vô chiêu đối vô chiêu, khẳng định là cũng không thể toàn thắng cho nên, chỉ có sáng chế một môn do so độc cô cửu kiếm càng hoàn mỹ hơn kiếm pháp, mới có thể tại kiếm đạo phía trên, nghiền ép diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết, lưu lại võ lâm truyền thuyết. Chú ất một bên uống rượu, một bên đang suy tư ở cái thế giới này kế hoạch cùng phương hướng. Không bao lâu, trời nhanh thấy đen. Chú ất rượu trên bàn cũng uống xong, đồ ăn hắn không hề động, nửa ngày sau, cũng thả không xong, không muốn lại ăn điếm tiểu nhị trong khách sạn có thể nói kinh nghiệm lão thành xem xét một bàn này chu ất dáng vẻ đại khái liền rõ ràng thế là hắn đi tới mang theo khuôn mặt tươi cười hỏi khách quan có thể ăn tốt chu ất thấy điếm tiểu nhị cái dạng này trong lòng chính là khẽ động rồi mới ở trên người sờ lên giống như mình cũng không có vàng bạc loại vật này tại huyền đạo tông hắn chưa từng có hoa trả tiền lại thêm chủ thế giới tiền tệ cũng không phải vàng bạc thế là hồ bầu không khí lập tức có chút trầm mặc điếm tiểu nhị trông thấy chu ất ở trên người sờ lên cái gì đều không có mò ra lập tức liền sắc mặt biến đổi nhưng hắn chợt đã nhìn thấy chu ất trên người một kiện đồ vật nhãn tỉnh sáng lên khách quan nếu như không mang tiền dùng những vật khác thế chấp cũng là có thể chu ất nói vậy ngươi xem thanh kiếm này giá trị bao nhiêu tiền điếm tiểu nhị lắc đầu chúng ta thế nhưng là đứng đắn khách sạn không dám thu ngài loại vật này chú ất rất nhanh liền từ điếm tiểu nhị như có như không ánh mắt nhìn về phía trên người mình lại một vật kia là treo ở bên hông một viên ngọc bội đây là huyền đạo tông đệ tử thân phận minh bày mặc dù nói tại chủ thế giới không thế nào đáng tiền nhưng ở cái này phổ thông thế giới võ hiệp lại khác biệt cái này mai ngọc bội minh bài lóe rào ánh oánh lưu quang, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Chu ất cười, con mắt ngược lại là rất độc. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, vừa định lại nói, đã thấy chu ất gọn gàng đem ngọc bội kéo xuống, cầm đi đi, tạm thời áp tại ngươi cái này, mặt khác lại cho ta cầm một kiện sạch sẽ quần áo tới. Đúng vậy, điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt lấy qua ngọc bội thứ này xem xét liền đáng giá ngàn vàng, có như thế cái bảo bối áp ở đây, còn sợ người này không trở lại trả tiền. Còn như quần áo sạch, đây đều là việc nhỏ, bởi vậy hắn trực tiếp không có hai lời đáp ứng xuống. Điếm tiểu nhị thế là liền mang theo ngọc bội đi quầy hàng, chuẩn bị cho trưởng quỹ giao nộp, nói một tiếng một bàn này sự tình. Hắn cách quầy hàng, cũng liền như vậy vài chục bước, ngọc bội nắm ở trong lòng bàn tay vừa tới đến quầy hàng, hắn đối trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ ngài nhìn, bàn kia khách nhân. Hắn vừa nói, bỗng nhiên lập tức sắc mặt trắng bệch như cùng chết cha mẹ đồng dạng. a à, ngọc bội đâu, điếm tiểu nhị đều nhanh nóng nảy khóc lên. Chú ất nháy mắt nghe thấy thanh âm, vừa quay đầu. Rồi mới, trong lòng của hắn xúc động, lập tức nhìn về phía một người. Không đợi trưởng quỹ kia hỏi rõ ràng tiểu nhị thế nào chuyện. Bên này, chú ất liền đi tới một cái phía trước bàn. Hắn nói, giao ra đi, kia ngồi trên bàn người, không hiểu hỏi. Người nói cái gì, ta, lập tức, liền gặp một đạo hàn quang từ trước mặt hắn đâm tới. Người kia trong lòng chửi rủa một tiếng. Đụng phải cái kẻ khó chơi, hắn không nghĩ tới chú ất thế mà không nói hai lời, trực tiếp liền một kiếm muốn thẳng hướng mình. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm chúng người này yết hầu. Bỗng nhiên, giống như quỷ mị như chớp giật, người kia nhanh chóng thoát ra một kiếm này phạm vi công kích cùng lúc đó, trước mặt hắn kia một mặt cái bàn, bị người kia nhanh chóng đạp lên. Chỉ nghe, lộng lạp lạp một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái bàn mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Người kia, lại là đã không tại cái này khách sạn. Chú ất nhíu mày, loại này khinh công, loại này trộm thuật tư không trích tinh. Trừ thiên lữ nhân lộc thực bình thiên ngoại phi tiên, người trộm đạt được sao? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Chú Ất đã là hình tàng đỉnh phong tố chất thân thể, lại thêm tự thân môn kia, huyền đạo luyện hình kiếm, đã dung hội quán thông, ở cái thế giới này, không sai biệt lắm có được đọc cô hạc. hoắc hưu loại này tuyệt đỉnh cao thủ thực lực. Nếu như không tính diệp cô thành cùng Tây Môn suy tuyết hắn cơ hồ đã có thể tại cái này trên giang hồ sông pha. Thế nhưng là, mình vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm đâm tới, thế mà vẫn để người kia tránh né đi qua. Tuy nói chu ất một kiếm này tuyệt không thi triển toàn lực, nhưng là có thể tại một kiếm hạ tùy tiện tránh thoát thân thủ. Loại này khinh công, loại này trộm thuật Phóng nhãn toàn bộ lục tiểu phụng thế giới, cũng chỉ có trộm vương chi vương tư không trích tinh mà người này chính là tư không trích tinh vị này thiên hạ đệ nhất tặc tại khinh công một hạng bên trên có được tiệt trần tốc độ liền xem như tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp vị này lục tiểu phụng khinh công xếp hạng thiên hạ thứ ba ở trước mặt hắn cũng là cam bái hạ phong chỉ vì vị này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ khinh công trong khách sạn trưởng quỹ cùng khách nhân khác đều đã bị sợ ngây người theo sau chú ất bước chân ngay cả đạp đuổi theo mà trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị giờ phút này nửa câu cũng không dám nói khối ngọc bội kia là trên tay bọn họ mất vị đại gia này không tìm bọn hắn phiền phức đã là vạn hạnh nơi nào còn dám ngăn cản lại nói tư không trích tinh thân pháp như là bạch vân quải tụ không thể nắm lấy khinh công nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng nổi ở cái thế giới này, nếu như nói cứng có mấy cái võ công là không thể theo lẽ thường lý giải, như vậy tư không trích tinh khinh công tuyệt đối tính một hạng. Liền như là lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều kẹp lấy bất luận cái gì binh khí, không thể tưởng tượng nổi. Tư không trích tinh khinh công cũng là như thế. Thân pháp của hắn tự hồ đã nhanh đến không phải võ công cấp độ. Thiên hạ đệ nhất tạc danh bất hư truyền. Chú Ất mặc dù mau chóng đuổi theo, nhưng không đến nửa nén hương thời gian, y nguyên vẫn là đã mất đi tung tích. Hắn đứng tại trong rừng hoang, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, thật là cao minh, khinh công, từ không trích tinh, cho ta đem nó giao đi. Kiến thức qua tư không trích tinh tuyệt đỉnh tốc độ về sau, chú Ất trong lòng đã đối cái này không thể tưởng tượng nổi thân pháp lên lòng mơ ước trong lòng của hắn cảm ứng nhìn về phía một cái phương hướng mặc cho ngươi tốc độ lại nhanh dịch dung vô song đáng tiếc ta biết là ngươi không thể lý giải thời gian ngắn đã đã mất đi tư không trích tinh thân ảnh chu ất cũng không nóng nảy chậm rãi hướng về một phương hướng tiến đến mà tại một bên khác một cái trên mặt lộ ra cơ linh cùng rào hoạt thanh niên cất bước đi ở trong rừng trong tay vuốt vuốt chu ất khối ngọc bội kia nhìn xem trên ngọc bội mặt như cùng sống những cái kia lưu quang đường vân hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là bảo bối tốt thật ly kỳ đồ chơi hắn mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất tặc nhưng lại xưa nay sẽ không bởi vì thiếu tiền mà đi trộm cắp vàng bạc hắn đã đem trộm cắp trở thành một môn nghệ thuật trừ phi nhìn thấy một loại nào đó nóng lòng không đợi được đồ vật hắn mới có thể mượn qua đến thưởng thức mấy ngày rồi sau đó lại hội thần không biết quỷ không hay còn cho người mất chính là dạng này phẩm cách, để hắn mặc dù thân là cướp gà trộm chó chi đồ, nhưng cũng trong giang hồ không phụ nổi danh. Từ không trích tinh vuốt vuốt cái này kỳ dị ngọc bội, không khỏi nhớ tới chu ất, trong giang hồ thời điểm nào ra như thế một vị cao thủ, may mắn bản trộm vương thân pháp thiên hạ đệ nhất. Không phải thật đúng là được chưa chút đồ vật tại hắn dưới kiếm, hắn không khỏi sau sợ rụt cổ một cái vừa rồi người kia võ công chỉ ít đã đến tuyệt đỉnh cao thủ cấp độ, trước đây thế mà chưa từng nghe nói, không biết lục tiểu kê có biết hay không, trong miệng hắn nói thầm. Hắn bị người nhờ vả, muốn đi trộm một cái bằng hữu tốt nhất của hắn đồ vật. Bằng hữu tốt nhất của hắn dĩ nhiên chính là lục tiểu phụng. Mà hắn muốn trộm đồ vật chính là theo hoa đạo tặc lưu tại bình Nam Vương Phủ duy nhất một kiện chứng cứ. Một cái tơ lụa, phía trên có theo đen mẫu đơn khối này tơ lụa bây giờ liền đang lục tiểu phụng trong tay. Là thiên hạ đệ nhất thần bổ kim cửu linh cấp cho lục tiểu phụng, hy vọng lục tiểu phụng có thể điều tra ra theo hoa đạo tặc đến tột cùng là ai. Mà hắn hiện tại liền muốn đi trộm cái này đồ vật. Lục tiểu kê a, lần này ngươi cũng đừng trách ta, ngươi biết ta chỉ cần đáp ứng người khác sự tình, liền cho tới bây giờ nhất định sẽ làm được, mặc dù khối này bằng lụa là ngươi mấu chốt phá án nhưng người nào để ta có khó khăn khó nói là không thể không làm a à, hắn lắc đầu hướng một cái phương hướng mà đi không nói đến tư không trích tinh lần này đi cùng lục tiểu phụng đấu trí đấu dũng lại nói chu ất tại nửa sau đêm thời gian bên trong đi tới thành nam một cái am ni cô hắn lăng không nhảy lên liền lên nóc phòng đây chính là biết rõ kịch bản ưu thế nhất là tại hắn đã thức tỉnh một bộ phận linh lung chi tâm sau hắn phát hiện hắn đối với lục tiểu phụng thế giới kịch bản thoáng hồi ức thế mà liền lên cả một đời đọc sách thời điểm mỗi một chữ đều nhớ rõ ràng cho nên đuổi không kịp tư không trích tinh không sao hắn chỉ cần ở chỗ này chờ tư không trích tinh sớm muộn sẽ đến tới đây bởi vì hắn giao phó kia bằng lụa địa điểm chính là chỗ này một đêm thời gian trôi qua đến buổi chiều ngày thứ hai, cái này am ni cô hậu viện tới một người mặc áo lam cực đẹp nữ tử. Nàng đem khối kia bằng lụa đặt ở hậu viện một cái từ đường lữ động tân tượng thần phía dưới. Chú ất tại nóc phòng nhìn xem một màn này, trong lòng cười nhạt. Tới, chợt, hắn sách thân nhảy lên. Liền lao tới am cô tiền viện. Quả nhiên, nơi này đã nhiều một chiếc xe ngựa một cái có được bốn đầu lông mày cùng nam tử đem tư không trích tinh dưới lưng lập tức xe, rồi mới cả giận nói. Ta hẳn là để ngươi chết ở nơi đó, tư không trích tinh rên gì, u oán mà nói. Lục tiểu phụng, ngươi cứ như vậy đối ta, ta đều nhanh chết rồi, ngươi căn bản cũng không có chúng độc. Lục tiểu phụng lạnh lùng nói. Tư không trích tinh con mắt đi lòng vòng, biết bị khám phá, hì hì cười một tiếng, muốn từ trên tay ngươi trộm đồ, không cần khổ nhục kế, thế nào sẽ thành công, ta biết ngươi chỉ ít đối đãi bằng hữu là rất quan tâm, ngươi mau nói, ngươi đem kia bằng lụa giao cho người nào?" Lục Tiểu Phụng quát khẽ hỏi. Tư Không Trích Tinh chỉ một ngón tay. "Ấy, cái này không liền đến." Lục Tiểu Phụng vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên tới một người, nhưng hắn trong lòng lập tức không ổn dâng lên. "Không thể nào là người này?" lại trúng tiểu tặc kia kế, hắn biết, hắn bây giờ quay đầu, nhất định là đã nhìn không thấy tiểu tử kia. Nhưng là, hắn thế mà nhìn thấy tư không trích tinh còn tại phía sau hắn. Lục tiểu phụng lập tức liền minh bạch tư không trích tinh tại sao không đi. Cho dù ai trên cổ đặt vào một thanh kiếm, hắn đều là một cử động cũng không dám. Tư không trích tinh giờ phút này biểu lộ cứng ngác. Trên cổ của hắn liền có một thanh kiếm nắm vào lấy kiếm người, tự nhiên là Chu Ất. Vị huynh đài này là, Lục Tiểu Phụng cẩn thận nhìn xem Chu Ất. Người này có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện tại sau lưng của hắn, đem kiếm đặt ở tư không trích tinh cái cổ, phần này thực lực có thể nói tuyệt đỉnh cao thủ. Có được loại thực lực này, toàn bộ giang hồ không cao hơn 10 cái. Nhưng mà, dạng này một cao thủ, hắn thế mà chưa bao giờ thấy qua. Chu ất cười nhạt một tiếng ta chỉ là tới bắt về thuộc về ta đồ vật, hắn đưa tay ra. Tư không trích tinh lúng túng đem ngọc bội đặt ở chu ất trên tay. Lục tiểu phụng lập tức liền đã hiểu là thế nào chuyện. Hắn lạnh lùng mắt nhìn tư không trích tinh. Lúc này, liền nghe chu ất nói. Lục đại hiệp hẳn là đang tìm một khối theo lên đen mẫu đơn tơ lụa đi, ngươi. Lục tiểu phụng trừng trong mắt không dám tin nhìn xem chu ất người này là như thế nào biết đến ta ở chỗ này chờ hắn trong lúc vô tình trông thấy một vị cọp cái đem một khối tơ lụa đặt ở hậu viện lữ động tân tượng thần phía dưới chu ất nói lục tiểu phụng không nghi ngờ gì thầm cười khổ cọp cái quả nhiên là tiết băng chỉ có hắn họ hàng gần nhất gần hai người thông đồng tốt mới có thể từ bên cạnh hắn trộm đi đồ vật Từ không trích tinh là bằng hữu của hắn tiết băng là nữ nhân của hắn có thể từ lục tiểu phụng cầm trên tay đi đồ vật cũng liền hai người kia đa tạ lục tiểu phụng ôm quyền về sau rồi mới nhìn thoáng qua từ am ni cô bên trong đi ra tới một cái nữ đạo nhân phiền phức dẫn đường ta muốn đi tìm lữ động tân ai 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 lục tiểu phụng ngươi liền mặc kệ ta tên ngốc này hắn giết người không chớp mắt a à, tư không trích tinh khẩn trương hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu chú ất một lời không hợp liền rút kiếm dáng vẻ lục tiểu phụng thanh âm xa xa truyền đến đáng đời ngươi nếu như bị giết ta sẽ thả pháo chúc mừng tư không trích tinh trong lòng ai thán rồi mới vẻ mặt đau khổ nhìn về phía chú ất đồ vật trả lại ngươi ngươi có thể thả ta đi chú ất cười tủm tỉm nhìn xem hắn không được lúc nói chuyện hắn nhìn về phía lục tiểu phụng rời đi phương hướng lục tiểu phụng kia lời nói tuy nói nhìn như chế nhạo ngươi kỳ thật lại tại cảnh cáo ta nhưng ngươi cho rằng ta sẽ sợ lục tiểu phụng sao đang khi nói chuyện hắn lưỡi kiếm càng tiếp cận một điểm tư không trích tinh cái cổ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì tư không trích tinh cười khổ nói thế nào tiện tay tiện a à? chọc như thế một tên sát tinh chú ất nhàn nhạt hỏi Nghe nói, trên đời này không có người trộm không đến đồ vật, liền xem như cái người sống sờ sờ, người cũng có thể trộm được, quả nhiên là có chuyện nhờ với ta. Từ không trích tinh trong lòng buông lỏng, dạng này tính mạng của hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn nói, người muốn ta đi trộm đồ, chú ất nói. Không tệ, hắn hỏi. Trộm cái gì, chú ất nói. Bạch Vân Thành chủ diệp cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, người trộm đạt được sao, cái gì? muốn ta trộm diệp cô thành thiên ngoại phi tiên, tư không trích tinh khiếp sợ nghẹn ngào mà ra. Chư thiên lữ nhân lộc thực bình đổ ước cầu phiếu đề cử. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Người bây giờ liền giết ta đi, tư không trích tinh hữu khí vô lực nói. Ồ, chú ất nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tư không trích tinh nói. Muốn ta đi trộm diệp cô thành kiếm pháp kia cùng để ta đi chịu chết có cái gì khác nhau đã tả hữu đều là chết chết muộn không bằng chết sớm người bây giờ liền giết ta đi tư không trích tinh nhắm mắt lại rất có một loại dũng giả vươn cổ liền giết thời khắc oanh liệt chú ất nhẹ nhàng cười một tiếng thế nào trong truyền thuyết trộm vương chi vương cũng có trộm không đến đồ vật tư không trích tinh nháy nháy mát cái kia cũng muốn nhìn cái gì đồ vật chẳng lẽ ngươi muốn trên trời tinh tinh ta cũng có thể cho ngươi trộm được sao chú ất nói thiên ngoại phi tiên cũng không phải trên trời tinh tinh muốn trộm được diệp cô thành thiên ngoại phi tiên cùng từ trên trời hái một vì sao độ khó cũng không có cái gì khác nhau tư không trích tinh cúi đầu thở dài thật sự có như vậy khó sao chú ất nhàn nhạt hỏi dù sao ta là làm không được ngươi hoặc là liền giết ta hoặc là liền thả ta tư không trích tinh nói xong tiếp lấy lắc đầu tiếp tục nói trộm thiên ngoại phi tiên, ta là tuyệt đối không thể lại đi, lúc này, chú ất bỗng nhiên chuyển biến chuyện. Người nói trộm Tây Môn suy tuyết kiếm pháp cùng trộm Diệp Cô Thành kiếm pháp, cái nào độ khó lớn hơn, tư không trích tinh thật đúng là sờ lên cầm nghĩ nghĩ. Không biết, hai người bọn họ đều là đương thời tuyệt đỉnh kiếm khách, nhưng lại không có giao thủ qua, thật đúng là khó mà nói ai càng khó, chu ất cười nhạt nói như vậy chính là nói hai cái này khó khăn không sai biệt lắm người ý gì tư không trích tinh không hiểu hỏi chú ất mắt sáng lên không bằng chúng ta đánh cực đi tư không trích tinh cẩn thận hỏi đánh cái gì cược chú ất trong ánh mắt có chút quang mang lóe lên đã ngươi nói trộm diệp cô thành kiếm pháp là khó như lên trời như vậy tới kỳ danh tây môn suy tiết kiếm pháp cũng nên là đồng dạng không bằng dạng này ta đi trộm tây môn suy tiết kiếm pháp ngươi đi trộm diệp cô thành kiếm pháp liền xem ai có thể đắc thủ nghe được chu ất đoạn văn này tư không trích tinh ngây ngẩn cả người rồi mới hắn bật cười có ý tứ có ý tứ rất có ý tứ tốt ta liền cùng ngươi đánh cái này cược tiền đánh cược là cái gì tư không trích tinh vỗ tay cười nói người nếu là trộm được ta có thể do ngươi đề ra một cái yêu cầu giúp ngươi làm một chuyện hoặc là giúp ngươi giết một người chu ất nói tư không trích tinh nghe vậy trong lòng hơi động cái này thanh niên thần bí thực lực hắn đã bản thân lĩnh giáo tuy nói khả năng không có kia hai cái đương thời đỉnh tiêm kiếm khách mạnh nhưng trừ hai người kia bên ngoài thực lực của người này cơ hồ có thể nói là không có địch thủ có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại lục tiểu phụng cùng mình phía sau loại thực lực này trong thiên hạ còn tìm không ra mấy cái tới mà có thể có được dạng này một vị cao thủ hứa hẹn tất nhiên là thật to có lời lúc này trong lòng của hắn nhanh chóng hiện lên những ý niệm này trên mặt lại bất vi sở động hỏi tiếp vậy ngươi nếu là trộm được, liền đại biểu ta cũng phải thua ngươi một kiện đồ vật đi, ngươi muốn cái gì, chú ất nhìn chằm chằm tư không trích tinh, trong mắt lấp lòe ý cười. Ta muốn khinh công của ngươi, tư không trích tinh con mắt lấp lóe Thành giao, chỉ nghe, sang sảng, một tiếng, chú ất thu kiếm vào vỏ. Một tháng sau, vẫn là nơi này, nghiệm chứng ngươi ta riêng phần mình năng lực, nói xong một câu nói kia về sau, hắn cất bước đi hướng kia am ni cô bên trong. Từ không trích tinh tại nguyên chỗ nhìn xem chu ất bóng lưng, nội tâm nói thầm. Dù sao khinh công của ta không có cái gì không tầm thường, có thể luyện đến bây giờ cảnh giới này, toàn do ta bản nhân thiên phú dị bẩm, đến lúc đó thua ngươi, cũng không có cái gì ghê gớm. Võ công xưa nay không là lợi hại nhất, lợi hại nhất là ngươi. Hắn tự xưng là trộm vương chi vương, nhận định nếu như hắn trộm không đến đồ vật người khác cũng không thể nào trộm đến. Mà nếu quả như thật đắc thủ, như vậy tư không trích tinh, thật đúng là nghĩ mời chu ất làm một chuyện. Cứ tính toán như thế đến, hắn thế nào đều không lỗ. Nhưng hắn cũng không biết, chu ất thiên tư cũng không yếu với hắn, thậm chí siêu việt hắn mấy lần. chu ất dã vọng là sáng tạo ra một môn càng hơn độc cô cửu kiếm hoàn mỹ kiếm pháp. Cùng này so sánh, tư không trích tinh khinh công, sẽ so đây càng khó sao có linh lung đạo tâm thiên phú gia thân, đầy hết thảy đều không phải vấn đề. Chú ất cất bước đi hướng cái này am ni cô. Nói đến, hắn đối với tư không trích tinh đáp ứng mình đổ ước một chuyện, trong lòng có thể nói là không có chút nào ngoài ý muốn. Làm nhìn qua cổ long nguyên tác, lại có linh lung đạo tâm thiên phú phía dưới, đem nguyên tác văn tự từng cái trong lòng ruộng rõ ràng hồi ức qua một lần người hắn đối với lục tiểu phụng thế giới bên trong nhân vật tính cách thật có thể nói là là không thể quen thuộc hơn nữa. Từ không trích tinh người này, mặc dù là trộm vương, lại phẩm cách cực dai. Mặc dù làm việc thẳng thắn tùy tiện, tâm tính lại rất có hiệp đạo chi phong. Hắn nếu không muốn trộm đồ vật, ngươi chính là đem hắn nhốt vào trong hầm ngầm đói mấy ngày mấy đêm, đều không có cách nào để hắn cải biến tâm ý trừ phi chính hắn nguyện ý trộm đồ vật, hắn mới có thể xuất thủ. Mà hắn trừ trộm đồ bên ngoài, bình sinh thích nhất chính là cùng người đánh cược nhất là thích cùng lục tiểu phụng đánh cược Ngay tại nửa tháng trước, hắn vì thắng lục tiểu phụng, khổ luyện nửa năm lộn nhào, cuối cùng để lục tiểu phụng không thể không dựa theo đồ ước, cho hắn đi đào 680 đầu con run cho nên chú ất liền lấy tư không trích tinh cái này một thích cờ bạc tâm tính làm tính toán hắn mắc câu mồi nhử hắn bắt đầu để tư không trích tinh đi trộm thiên ngoại phi tiên quả nhiên tư không trích tinh cự tuyệt nhưng là hắn đưa ra muốn đang trộm thuật bên trên cùng tư không trích tinh đánh cực thời điểm tư không trích tinh lập tức liền đáp ứng đây là một cá biệt trộm cắp trở thành nghệ thuật người, lại cực yêu cùng người đánh cực cho nên, chú ất từ hai phương diện này tới tay, tùy tiện liền để cái này trộm vương vào bẫy. Mà hắn để tư không trích tinh trộm thiên ngoại phi tiên, kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, liền nhìn tư không trích tinh, có thể hay không phát hiện kia bầy ở trước mắt hắn có sẵn kiếm pháp. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong hắn phát hiện đã thức tỉnh một bộ phận linh lung đạo tâm thiên phú sau, càng ngày càng thích hợp làm những này chu tính tính toán hoạt động. Chú ất mỉm cười, đi vào cái này am ni cô bên trong. Nơi này mặc dù là am ni cô, lại ở không phải ni cô, mà là một cái nữ đạo nhân. Cô gái này đạo nhân gọi là Giang Khinh Hà, là bình nam vương phủ tên kia thống lĩnh hộ vệ Giang Trọng Uy muội muội Giang Trọng Uy chính là tận mắt nhìn đến theo hoa đạo tặc người kia. Theo hoa đạo tặc từ trước mặt hắn tự mình cầm đi kia 18 sồi minh châu, cũng tú mù ánh mắt của hắn. Nhưng kỳ thật cô gái này đạo nhân là Giang Trọng Uy qua cửa thê tử. Chỉ vì Giang Trọng Uy tiên thiên không thể nhân sự, cũng không muốn trì hoãn Giang khinh Hà, cho nên cùng nàng ở riêng lưỡng địa để nàng không nên lại cùng ngoại nhân đề cập mình cùng nàng vợ chồng quan hệ, gặp người hỏi, chỉ nói là huynh muội. Mà Giang khinh Hà cảm niệm Giang trọng uy ân tình, nhưng cũng không muốn tái giá, dứt khoát xuất ra. Nhưng, dù sao lòng người đều là thịt dáng dấp, nữ tử lâu dài thâm cư khuê bên trong, lại là cái này thanh lãnh am tử, trong lòng tự nhiên khó nhịn tịch mịch. Lại thêm, nàng đụng phải lục tiểu phụng nam nhân như vậy. Cái này trên giang hồ liền không có mấy cái cùng Lục Tiểu Phụng quan hệ trong sạch nữ nhân. Dù sao, hắn là trời sinh lãng tử, lại là thế giới này nhân vật chính, khí vận gia thân, lại thêm mị lực cá nhân xuất chúng, cực chiếm được nữ hài vui vẻ. Tại cái này trên giang hồ, không có mấy cái nam nhân không muốn trở thành Lục Tiểu Phụng dạng này tiêu dao lãng tử tự nhiên. Cũng không có mấy cái nữ nhân không muốn trở thành cùng Lục Tiểu Phụng có quan hệ nữ nhân người như hắn, dù sao rất hấp dẫn nữ nhân, cũng chính bởi vì Lục Tiểu Phụng cùng cô gái này đạo nhân Giang Khinh Hà có chút mập mờ. Cho nên, vừa rồi tại Tư Không Trích Tinh chỉ hướng Giang Khinh Hà, chuẩn bị lừa gạt một chút Lục Tiểu Phụng để cầu thoát thân thời điểm. Lục Tiểu Phụng mới có thể nháy mắt kịp phản ứng Tư Không Trích Tinh đang nói láo. Chỉ bất quá, Lục Tiểu Phụng dù sao vẫn là quá tự tin, hắn tự nhận là đối giang khinh hà hiểu rất rõ cho nên kết luận tuyệt đối không phải là giang khinh hà chỉ điểm tư không trích tinh đi trộm kia vật chứng nhưng tại giờ khác này hắn vẫn là tính sai chú ất mới vừa đi tới am tử trong viện thời điểm vừa vặn trông thấy lục tiểu phụng tiết băng giang khinh hà giang trọng uy mấy người đang nói chuyện bỗng nhiên lục tiểu phụng nhìn chằm chằm giang khinh hà chân như có điều suy nghĩ giày của ngươi bên trên, thế nào có đầu viền đỏ lộ ra? Giang Kinh Hà lập tức biến sắc, theo bản năng liền phải đem giày giấu đi. Nhưng mà, Lục Tiểu Phụng cảm thán nói. Đạo bào của ngươi quá ngắn, giấu không được đầu kia viền đỏ, cũng tự nhiên giấu không được bọc tại giày vải phía dưới đỏ giày, thật độc con mát. Giang Kinh Hà lập tức cười lạnh, lúc này xuất thủ nhưng mà lục tiểu phụng thực lực trong thiên hạ muốn giết chết hắn chỉ sợ còn không có mấy cái hai người chỉ là một cái thác thân lục tiểu phụng liền tóm lấy giang khinh hà chân bỏ đi bề ngoài mặt một con giày vải khiến cho lộ ra một con màu đỏ dày nàng quả nhiên tại giày vải phía dưới còn chụp vào một con đỏ dày mà nghe đỏ dày ba chữ này giang trọng uy cùng tiết băng đều sắc mặt thay đổi giang khinh hà vậy mà là đỏ dày người bại lộ thân phận giang khinh hà giờ phút này cắn chặt răng ngà nói đáng ghét tiểu tặc nhìn ám khí trong thiên hạ có ám khí có thể thương tổn được lục tiểu phụng sao linh tê nhất chỉ cũng không phải là chỉ là hư danh không có bất kỳ cái gì binh khí có thể thoát khỏi hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy mà giang khinh hà mục đích cũng không phải làm bị thương lục tiểu phụng nàng chỉ là nghĩ thoát thân mà thôi ám khí thả ra, làm cho người phân thần ứng đối thời điểm, nàng liền nhanh triển khinh công rời khỏi nơi này. Tiết băng khen, người tên ngốc này con mắt thật nhọn, ta đều nhìn không ra, nàng dày vải lộ ra màu đỏ bên cạnh, lục tiểu phụng cười khổ nói. Ta cũng nhìn không ra kia, tiết băng khẽ giật mình là bởi vì, trên đời này chỉ cần là làm tặc người, nhất định trột dạ, trột dạ người, liền không nhịn được người khác lừa dối, lúc này, một thanh âm tới gần bọn hắn. Lục tiểu phụng ba người tìm theo tiếng nhìn sang. Là ngươi, lục tiểu phụng nói. Chính là chu ất, chu ất lại nhìn về phía tiết băng. Nếu như không có nhớ lầm, cái này tiết băng cũng là đỏ dày người ở bên trong đi. Nàng, đứng hàng lão bát. Tiết băng thấy chu ất nhìn về phía mình ánh mắt, lại liên tưởng đến vừa rồi chu ất nói trong lòng có quỷ người, nhất định trột dạ lời nói, trong lòng lúc này mất tự nhiên. Trừ thiên lữ nhân lộc thực bình cùng lục tiểu phụng lần thứ nhất tiếp xúc. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trừ Giang khinh Hà, Tiết Băng cũng là hồng hài tổ chức bên trong một thành viên, nàng đứng hàng lão bát hồng hài tổ chức là lục tiểu phụng truyền kỳ bên trong một cái rất thần bí tổ chức thành viên toàn là nữ tính có thể nói là lục tiểu phụng thế giới một cái có chút nữ quyền ý vị tổ chức tổ chức này bên trong chỉ có nữ nhân đồng thời thành viên lai lịch đều là cực lớn lục tiểu phụng tại vừa rồi phát giác ra được giang khinh hà đôi giày kia có một ít không đáp phối thân hình của nàng cùng đạo bào cho nên vô ý ở giữa mở miệng một lừa dối kết quả khiến trột dạ giang khinh hà tại chỗ hiện hình mà lục tiểu phụng không biết đứng tại bên cạnh mình cái này thích nhất nữ nhân lại cũng là đỏ dày một thành viên tiết băng nhìn xem chu ất nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng liên hệ đến vừa rồi chu ất câu nói kia giờ phút này trột dạ không hiểu trên mặt nhưng biểu hiện ra tới tức giận nhìn cái gì nhìn lại nhìn đem ngươi chồng mắt cho ngươi móc ra võ lâm tứ đại cọp cái tiết băng chính là một cái trong số đó, mặc dù tuyệt mỹ, lại tính cách táo bạo, nàng thẹn thùng cũng chỉ có tại đối mặt lục tiểu phụng thời điểm mới có thể biểu lộ ra. Chú ất cười nhạt một tiếng, đối với chọc thùng tiết băng thân phận một chuyện, cũng không có cái gì ý nghĩ, hồng hài tổ chức cùng hắn hiện giai đoạn cũng không có cái gì ân oán. Kế hoạch của hắn cũng không có liên lụy đến hồng hài tổ chức nội dung cho nên, hắn không cần thiết xen vào việc của người khác. Hắn là vì lục tiểu phụng mà đến. Trong thế giới này, có mấy thứ võ công là thuộc về không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Từ không trích tinh khinh công tính đồng dạng, Tây Môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp cũng thế, làm nhân vật chính lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, cũng là như thế. Hắn trừ ngấp nghé tư không trích tinh khinh công bên ngoài, đối với lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ cũng là rất có tưởng niệm hắn trong thế giới này mặt chế định kế hoạch là muốn đọc nhiều bách gia chi trường, sáng chế thuộc về mình một môn hoàn mỹ kiếm pháp rồi mới trên kiếm đạo mặt. Đánh bại đương thời vĩ đại nhất hai vị kiếm khách lưu lại truyền thuyết. Cho nên, các loại kỳ diệu võ công đều là mục tiêu của hắn. Nếu như có thể đem lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ đặc tính dung nhập vào kiếm pháp bên trong, như vậy uy lực của nó không cần nói cũng biết. Lục Đại Hiệp ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chú ất không còn đi xem trột dạ tiết băng mà là đối lục tiểu phụng nhẹ gật đầu. Cái này kính đã lâu hai chữ thật là không có nửa điểm giả dối, trong sách nhân vật nhìn thấy người sống, có thể không tính kính đã lâu sao? Lục tiểu phụng trong lòng đối với chu ất lai lịch từ đầu đến cuối còn có cẩn thận, có được dạng này thực lực cao thủ, hắn thế mà trước đây chưa từng nghe nói qua. Trùng hợp lúc này trên giang hồ xuất hiện thần bí khó lường võ công kinh người theo hoa đạo tặc, hắn theo bản năng liền đem chu ất cùng theo hoa đạo tặc liên tưởng đến cùng một chỗ. Nhưng, đây chỉ là hắn theo bản năng một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn không nghĩ tới chu ất thế mà chủ động mở miệng hỏi đến theo hoa đạo tặc sự tình. Chu ất nói. Nghe nói Lục Đại Hiệp hiện tại ngay tại truy tra bây giờ trên giang hồ thứ nhất đại án theo hoa đạo tặc Lục Tiểu Phụng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói. Các hạ đến tột cùng là, chu ất nói. Giang hồ hạng người vô danh, họ chu tên ất, Lục Đại Hiệp hẳn là chưa từng nghe nói qua, chu ất. Lục Tiểu Phụng nội tâm nhai nuốt lấy hai chữ, theo sau, hỏi. Ta bằng hữu kia thế nào? chú ất biết lục tiểu phụng hỏi chính là tư không trích tinh lục tiểu phụng mặc dù bằng hữu khắp thiên hạ nhưng là có thể chân chính cùng hắn thâm giao cũng liền như vậy mấy vị mấy vị này trọng yếu bằng hữu tư không trích tinh tuyệt đối tính được là một cái chú ất cười nhạt nói hắn trả ta đồ vật ta liền thả hắn đi lục tiểu phụng cười khổ nói ta bằng hữu kia chính là điểm này không tốt ta thay hắn hướng chu huynh bồi tội hắn lời nói khách khí chú ất nhìn mới 18 19 niên kỷ, Lục Tiểu Phụng có 30 tuổi, lại miệng nói Chu huynh, có thể thấy được tại Lục Tiểu Phụng trong lòng. Trước mắt thanh niên này thực lực cho hắn thân phận mang đến cực lớn tăng thêm. Lục Tiểu Phụng hỏi rõ Chu ất danh tự sau, lại đem câu chuyện chuyển trở về, nói: không sai, tại hạ hoàn toàn chính xác đang truy tra bây giờ trên giang hồ tên tuổi nhất kình theo hoa đạo tạc án, không biết chu huynh nhưng có gì manh mối. Lục Tiểu Phụng vốn là trong lúc vô tình hỏi một chút. Nhưng không có nghĩ đến, sau một khắc, chu ất trong miệng thốt ra mấy chữ, để hắn lập tức biến sắc. Chỉ nghe chu ất nói, ta đích xác có manh mối, cái này sáu cái chữ vừa ra tới, lập tức am ni cô trong sân mấy người, lục tiểu phụng, tiết băng nháy mắt biến sắc dù cho là bởi vì giang khinh hà thân phận lộ ra ánh sáng lâm vào ngắn ngủi thất thần nghèo túng bên trong giang trọng uy giờ phút này cũng là không dám tin nhìn xem chu ất bọn hắn cũng không có đem lục tiểu phụng thuận miệng hỏi một chút coi là chuyện to tát nhưng không có nghĩ đến người này thế mà thật nói mình có manh mối lục tiểu phụng ngược lại là tỉnh táo hắn thật sâu thở ra một hơi nói chu huynh có gì manh mối mong rằng không tiếc cáo chi chu ất nhếch miệng lên nhẹ nhàng cười một tiếng ta nào chỉ là có manh mối theo hoa đạo tạc chân thực thân phận ta đều nhất thanh nhị sở lời vừa nói ra lập tức tái dẫn được trong lòng ba người chấn động câu nói này ra trong viện đồng thời thổi tới một cỗ gió lạnh để trong này không khí lập tức khẩn trương lên bây giờ có thể xưng trên giang hồ thứ nhất đại án theo hoa đạo tặc án người này cũng dám nói hắn đối với theo hoa đạo tặc thân phận nhất thanh nhị sở lại giọng nói này lý do thoái thác chẳng lẽ theo hoa đạo tặc chính là người này bọn hắn không có lý do không như thế nghĩ chú ất tựa hồ cũng nhìn ra ba người này nội tâm suy nghĩ cười nhạt một tiếng nói liền sợ ta nói ra về sau lục đại hiệp cũng không tin tưởng lục tiểu phụng nhìn xem chu ất nói có tin hay không là ta sự tình còn xin chu huynh nói tới chu ất ánh mắt chớp lên nói theo hoa đạo tặc một án khuấy động giang hồ phong vân có thể nói là danh tiếng thịnh nhất đại án tử theo hoa đạo tặc thân phận cũng là người trong giang hồ hiện nay quan tâm nhất chủ đề thân phận của người này hẳn là rất đáng tiền đi Mặc dù Chu mỗ mộ danh lục đại hiệp lâu vậy, nhưng lại còn chưa tới có thể đem như thế giá cao giá trị một cái tình báo tặng không đưa cho ngươi đạo lý, lục tiểu phụng trong lòng hơi động. Tiết băng, Giang Trọng Uy cũng hiểu được Chu ất ngữ vừa ý nghĩ. Người muốn cái gì, lục tiểu phụng ánh mắt híp lại. Chu ất cười nhạt nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cho ngươi biết theo hoa đạo tạc chân thực thân phận, ngươi đưa ngươi linh tê nhất chỉ võ học giao cho ta, có thể hay không? Lục tiểu phụng sắc mặt lúc này thư hoãn xuống tới, hắn lập tức lắc đầu nói. Các hạ xuống đây lịch thần bí, chính tả không rõ, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Ý tứ của những lời này là đơn giản chính là nói, chú ất lai lịch bí ẩn, là tốt là xấu hắn còn không rõ ràng, như Chu ất là một cái người xấu, hắn đem linh tê nhất chỉ truyền cho chú ất. Tránh không được ngay sau người này nghiệp chướng tứ phương đồng lõa. Chú ất cũng không thất vọng, vốn là không muốn lấy lục tiểu phụng có thể ngay lập tức đáp ứng hắn, dù sao, lục tiểu phụng thông minh cùng trí tuệ. Chính là cổ long nhân vật chính bên trong trước ba nhân vật một người như vậy thế nào có thể sẽ tùy tiện tin tưởng người khác cũng chỉ có tư không trích tinh người như vậy mới có thể bị hắn tùy tiện tính toán muốn từ lục tiểu phụng trong tay đạt được linh tê nhất chỉ còn cần chậm rãi mưu toan điều kiện ta đã bày ra tới lục đại hiệp nếu là đã suy nghĩ kỹ có thể hướng cái này khách sạn lưu một cái lời nhắn liền có thể tìm tới ta chú ất đem mình vào thành sau kia cái thứ nhất khách sạn danh tự nói cho lục tiểu phụng theo sau, tại lục tiểu phụng như có điều suy nghĩ trong ánh mắt, chú ất chậm rãi rời đi cái viện này. Lục tiểu phụng không có đáp ứng mình trao đổi yêu cầu, chú ất cũng không nóng nảy, bản này chính là tùy ý dơ lên. Nếu là có thể dùng hắn biết kịch bản tùy tiện liền có thể đổi được lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, vậy dĩ nhiên là thiên đại tiện nghi. Nhưng nếu không thể đổi được, phía sau cũng còn có cái khác cơ hội. Chú Ất rời đi am ni cô, thừa dịp bóng đêm làm một lần đầu trộm đuôi cướp, bình minh sau, mua một con ngựa, hướng núi Nga Mi mà đi. Muốn đạt được Tây Môn suy tuyết kiếm pháp, trừ từ Tây Môn suy tuyết bản nhân trên thân đạt được, còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp này, chính là chết tại Tây Môn suy tuyết dưới kiếm phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc. Mà hắn, hiện tại liền muốn lên phái Nga Mi đi, bái sơn. Trừ thiên lữ nhân Lộc thực bình đao kiếm song sát bảy bảy bốn mươi chín thức. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Sắc trời mờ nhạt, mục dã mênh mông, ngựa đạp đất vàng bụi bay lên. Tại thông hướng thục Trung Nga mi đất vàng trên đường nhỏ, nhanh như tên bắn mà vụt qua một thớt tuấn mã. Người cưỡi ngựa, ước chừng bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, là cái trẻ tuổi thanh niên anh Tuấn. Người này tất nhiên là Chu Ất. Kỳ thật trên đời này chết tại Tây Môn suy tiết chi kiếm hạ người, đã là nhiều vô số kể. Chu ất nhưng vì sao đơn độc muốn tìm chết tại Tây Môn suy tiết dưới kiếm phái Nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc đâu? Đây là bởi vì Tây Môn suy tiết 7 tuổi học kiếm, 7 năm có thành tựu, từ bước vào giang hồ đến nay, chưa thường bại một lần, chết tại dưới kiếm của hắn cao thủ có rất nhiều. Độc cô nhất hạc lại là mạnh nhất một cái kia. Sự tình phát sinh ở theo hoa đạo tặc trước đó kim bằng vương triều bên trong. Nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc là dưới gầm trời này đem võ công luyện đến cực hạn sáu người một trong, lời này xuất từ lục tiểu phụng trong tay. Hắn cùng người giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, nội công chi thâm hậu, lại thêm đao kiếm dung hội quán thông hình thành đao kiếm song sát 7749 thức uy lực bá đạo tiệt luân. Lấy đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới hắn là được tôn sùng là đương kim trên đời bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân bên trong võ công đáng sợ nhất một người ngay lúc đó tây môn suy tiết còn chưa có cùng diệp cô thành quyết chiến thời điểm loại kia trạng thái đỉnh phong liền càng không nói đến lục tiểu phụng hậu kỳ kiếm thần cảnh giới tây môn suy tiết mạnh địa phương ngay tại với giao thủ với hắn người đều chết hết chỉ có hắn sống đến cuối cùng nhất cho nên mới có lục tiểu phụng hậu kỳ kiếm thần thanh danh tốt đẹp độc cô nhất hạc cùng Tây Môn suy tiết giao thủ, tại ngay lúc đó người giang hồ trong mắt Tây Môn suy tiết nếu như khó có thể tại 30 chiêu bên trong thủ thắng. Như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tây Môn suy tiết vẫn là thắng, mặc dù có độc cô nhất hạc cùng người so vứt nội lực, cứ thế nội lực không tốt nguyên nhân ở trong đó. Nhưng Tây Môn suy tiết gặp mạnh thì mạnh kiếm đạo thiên phú là không thể nghi ngờ tại cùng Diệp Cô Thành trước khi quyết chiến, độc cô nhất hạc chính là Tây Môn suy tuyết gặp phải cường đại nhất địch thủ. Tây Môn suy tuyết kém chút lúc ấy chết tại độc cô nhất hạc trên tay. Chính là bởi vì tại cùng dạng này một vị cao thủ quyết đấu bên trong, Tây Môn suy tuyết kiếm đạo mới tiến thêm một bước, đạt đến hiện tại lăng giá với đương thời tuyệt đỉnh cao thủ siêu nhiên hàng ngũ cho nên, Tây Môn suy tiết lưu tại độc cô nhất hạc vị này đại cao thủ trên người kiếm thương, là tiếp cận nhất hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới một kiếm. Đây cũng là chú ất bỏ qua cái khác lại càng dễ tìm tới Tây Môn suy tiết dưới kiếm chi thi thể, hết lần này tới lần khác đi vào thuộc trung Nga mi nguyên nhân. Trừ cái đó ra kia độc cô nhất hạc sáng tạo đao kiếm song sát 7749 thức, hắn cũng rất muốn tại phái Nga mi nơi này mở mang kiến thức một chút móng ngựa ngay cả đạp nhanh như gió. Nửa tháng thời gian bên trong, chú ất liền đi tới phái Nga Mi dưới núi. Thục chung nhiều dãy núi, trên đó có môn phái võ lâm mười mấy nhà, độc cô nhất hạc vốn là núi Nga Mi bên trong huyền chân quan quán chủ, bởi vì võ công đáng sợ, mới có thể nhất thống Nga Mi các phái. Quản lý với hắn dưới cờ, lên núi trèo lên dai, Nga Mi cao tuấn thần tú, mây mù lượn lờ chú ất lại đối với mấy cái này cảnh đẹp toàn vẹn không để ý, một đôi mắt chỉ là nhìn chăm chú phía trước. Ở phía trước của hắn, có một tòa đá cẩm thạch lát thành sơn môn quảng trường, ánh mắt cuối cùng là hai cây cột đá dựng mà thành môn đình. Môn đình bên trên thạch biển bên trên, long phượng bay múa, nga mi, hai chữ hiển thị rõ bá khí. Giờ phút này, ở trước sơn môn quét dọn một cái nga mi đệ tử nhìn thấy đứng tại trên quảng trường chu ất, lúc này biến sắc cái gì người, chú ất không nói một lời, trực tiếp đi về phía trước. Dám sông vào phái Nga mi kia sơn môn khẩu đệ tử kinh sợ một tiếng, theo sau, rút ra bên hông bảo kiếm, thuận thế đánh tới. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. Người kia đều không nhìn thấy chú ất là như thế nào ra chiêu, liền phát giác mắt tối sầm lại, thật giống như bị một cái vỏ kiếm đồng dạng đồ vật đập chúng, nháy mắt kêu thảm bay rớt ra ngoài. Chuất ất tay cầm vỏ kiếm, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi vào môn kia trong đình. Sơn môn nơi này phát sinh động tĩnh lập tức bị nơi xa trên đài cao thủ sơn đệ tử trông thấy, nhao nhao sắc mặt đại biến. Từ vừa rồi người này tiện tay đánh bay tên đệ tử kia một màn cũng có thể thấy được thực lực của hắn, không thể coi thường. Không tốt, nhanh bẩm báo các đại trưởng lão cùng mấy vị sư huynh sư tỷ. Núi Nga Mi đỉnh, gió lạnh khốc liệt, lá cây phiêu diêu chu ất đến, để trên đỉnh núi này không hiểu tăng thêm rất nhiều túc sát khẩn trương không khí. Không bao lâu, phái Nga mi bên trong một ngụm lớn đồng hồ liền bị gõ vang. Lập tức, một đám mặc áo trắng cầm kiếm nam nữ liền xuất hiện ở chu ất đỉnh đầu trên cầu thang một chỗ. Trong những người này có mấy vị chính là trên giang hồ dự tên lâu vậy Nga mi tam anh Tư tú, Nga mi thất kiếm bên trong mấy vị. Thất kiếm bên trong tam anh là nam tử tứ tú toàn là nữ tử chỉ bất quá bây giờ thất kiếm chỉ còn lại có bốn vị tô thiếu anh chết tại tây môn suy tuyết dưới kiếm thạch tú vân bị thượng quan phi yến giết chết tôn tú thanh bởi vì bị tây môn suy tuyết cứu thành tây môn suy tuyết thê tử hiện tại nơi này chỉ còn sót trương anh phong nghiêm nhân anh mã tú chân diệp tú châu người đến người nào trương anh phong chìm giận nhìn xem bậc thang hạ chu ất sư huynh cùng hắn phế cái gì lời nói dám đến phái nga mi dương oai giết là được diệp tú châu gương mặt xinh đẹp đằng nhưng giận lên lạnh giọng nói lúc này liền nghe chu ất cười nhạt cười nghe qua phái nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc xưa nay tự cao tự đại tọa hạ tam anh tứ tú cũng đều là mắt cao hơn trời không coi ai ra gì hạng người độc cô nhất hạc ở thời điểm, các ngươi có người làm chỗ dựa, tâm tính ương ngạnh, còn có thể lý giải, bây giờ, độc cô nhất hạc đã chết, thế mà còn như vậy kiêu căng. Khó trách cuối cùng nhất Nga mi một môn chỉ còn sót một cái tôn tú thanh. Chú Ất nói là phái Nga mi cuối cùng nhất hạ tràng, tam anh tứ tú vẻn vẹn chỉ có thân là Tây môn suy tiết thê từ tôn tú thanh sống tiếp được. Mấy người còn lại tất cả đều chết tại phía sau mấy bộ trong vở kịch. Nguyên nhân cái chết của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình bản thân mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì càn dỡ tính tình thoát không khỏi liên quan. Im ngay, ngươi không chỉ có rùa ta nhóm, dám nhắc tới tiện nhân kia. Hôm nay ngươi là tuyệt khó còn sống hạ cái này núi Nga mi. Diệp Tú Châu giờ phút này gương mặt xinh đẹp hàm sát, lúc này chân đạp khinh công, từ trên bậc thang bay xuống, một kiếm đánh tới nàng sử dụng chính là độc cô nhất hạc sáng tạo đao kiếm song sát 7749 thức. Chú ất giờ phút này nhìn xem Diệp Tú Châu từ trên cao đánh xuống một kiếm này, trong ánh mắt hơi có thất vọng. Quả nhiên, võ công là chết, người mới là sống. Cái này đao kiếm song sát 7749 thức tại độc cô nhất hạc trong tay, là để Tây Môn suy tiết đều thận đúng đáng sợ kiếm pháp, nhưng ở những này nga mi hậu bối trong tay sử ra lại ngay cả một phần trăm uy lực đều không có. Chỉ thấy chu ất kiếm đều không có ra khỏi vỏ, huyền thiết vỏ thân, như thiểm điện tại trước mặt một ngăn. Diệp Tú Châu một kiếm không lệch không rời điểm vào chu ất trên vỏ kiếm, tựa như mình đụng vào trên bậc thang mã tú chân, nghiêm nhân anh, trương anh phong thấy thế, trong lòng kinh sợ. Sư muội sư tỷ ta tới giúp ngươi, nháy mắt, ba người riêng phần mình rút kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên đánh tới chú ất mặt không biểu tình, đối mặt phái Nga mi, song anh song tú, giáp công, ứng đối nhẹ nhàng như thường, nằm ở bốn người này chiến đấu bên trong. Trong ánh mắt như có óng ánh trí tuệ quang mang chớp động. Sau một khác, hắn trường kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, đánh tới, lại là để trong này tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc võ công. Đào kiếm xong sát bảy bảy bốn mươi chín thức trương anh phong nghiêm nhân anh diệp tú châu mã tú chân đồng thời sắc mặt trắng bạch, nghẹn ngào kêu to cái này thế nào khả năng